cô gái không cẩn thận để cho người đàn ông đột ngột xuất hiện nhìn thấy chiếc khăn che thân cũng bị giật mạnh tiếng kêu thất thanh vang lên vì đã để lộ ra thân hình trắng nõn người đàn ông hống hách nói rằng nếu cô không sợ bị nhìn thấy thì cứ đến đánh ta và người đàn ông làm vậy chỉ vì muốn sống sót trong thế giới này trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thế giới mà anh ta xuyên không đến truyền thuyết trên vô tận tiên phong ở tận cùng thế giới có một vị hỗn độn trí tôn thực sự cảnh giới của hắn sâu khó lường trên đời này không ai có thể đấu lại hắn mấy vạn năm nay hắn tung hoành thế gian làm theo ý mình việc ác từng làm nhiều không kể xiết, ai nghe thấy danh hiệu của hắn đều sẽ tránh xa thật xa, có người vì sợ hãi phụng hắn làm thần minh, cũng có người dùng danh hiệu của hắn để ngăn cản trẻ em khóc đêm. Hắn nhận vô số đệ tử, cường giả đỉnh cao thiên hạ không ai không ra từ dưới trướng hắn. Từ Ma đạo Nhật Thiên môn Ma tôn, Đông phương yêu đế, Tây phương thần hoàng, Luân hồi Diêm quân, thậm chí đến Tiên đạo chính Thiên minh minh chủ, đều từng là đệ tử của hắn. Trên bầu trời, một quả cầu lửa khổng lồ xé tan bầu khí quyển đâm thẳng xuống đỉnh một ngọn núi, sinh vật dưới nước đều bị sức ảnh hưởng của nó dọa bỏ chạy tán loạn nhưng trước khi quả cầu kia kịp gây ra bất cứ thiệt hại nào một nam nhân mặc bạch y đã sớm bay lên không trung một tay đỡ lấy nó mà nam nhân này lại tỏ ra vô cùng ung dung thậm chí còn ngáp một cái hắn chính là người được nhắc tới trước đó người ngầu như vậy chính là ta chính thiên minh tổ sư ma minh vinh dự minh chủ chủ yêu đế kiếm thượng đế phong đô đại đế hỗn độn trí tôn đạo minh tử sau đó hắn trực tiếp cầm quả cầu lửa kia ném đi như một quả bóng tennis đạo minh tử nhắm một mắt hờ hững nói cho dù muốn giết vi sư cũng đừng đánh lung tung chứ đả thương hoa cỏ vô tội thật là không tốt đôi mắt ánh vàng của hắn như mỉm cười khiêu khích đi thôi các đồ nhi thân yêu của ta phía trước hắn lúc này một đoàn hạm đội với hàng ngàn con tàu bay trên không trung cùng linh thú đều chĩa nòng súng về phía hắn một tên lính hớt hải chạy lên mũi thuyền báo cáo nguyên soái địa tinh thiên kiếp của chúng ta bị ma đầu đó đánh bay mất rồi người vừa được gọi là nguyên soái kia chính là đệ tử của đạo minh tử khôn nguyên hỷ tôn hứa thái hắn mặc giáp trình tề ném cái nhìn sắc khí về phía sư phụ của mình nếu mức độ này đã có thể giết hắn vậy bổn soái cũng không cần đích thân ra sân rồi hứa thái lúc này lại đột nhiên nhắm mắt giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt chảy dài không hổ là sư phụ của ta khiến người ta trận phục đáng tiếc đáng tiếc rồi một khắc sau chính hắn lại là người mở miệng lớn tiếng ra lệnh chúng tướng nghe lệnh ma đầu trên vô tận tiên phong này hủy đi đại trận hộ quốc của ta hôm nay bổn soái muốn giết ma đầu cho thánh thượng bảo vệ sơn hà ta toàn quân vừa nghe liền hừng hực khí thế đồng thanh hô vang giết ma đầu bảo vệ sơn hà ta chém ma đầu bảo vệ sơn hà ta tiếng hô vang ầm ầm át cả tiếng sấm trên bầu trời nếu như là người trên thuyền chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này làm cho cảm động chết như là kẻ ở đầu ngọn gió. Đạo Minh Tử lại cảm thấy vô cùng hứng thú, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh tượng lớn thật đấy. Hứa Thái ngươi muốn tu vi của ta vậy sao? Đột nhiên lúc này một giọng nói trầm thấp điềm đạm vang lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hứa Thái sư huynh khoan hãy dùng đại quân của huynh để tránh gây thương vong vô ích. Hứa Thái đứng trên tàu cũng bị thu hút ngạc nhiên nhìn về phía phát ra giọng nói. Trên khu trung một lão hòa thượng cơ bắp cuồn cuộn nhắm mắt chắp tay, hắn là đệ tử Đạo Minh Tử, nộ mục la hắn tên ra kháng. Hắn chậm rãi nói, để bần tăng thử ma đầu này trước, để hắn giao ra Phật bảo bị trộm ma đầu này từng điểm hóa đời người của ta niệm ân tình giao phật bảo ra bần tăng có thể tha cho hắn một mạng đối mặt với thái độ điềm tĩnh của đồ đệ cũ đạo minh tử lại cố tình dùng giọng nói khiêu khích đáp lại ây ra ra cái này e là có hơi khó nhưng số phật bảo đó của các người không đáng tiền mất rồi thì mất rồi ngoài miệng là vậy nhưng thực chất mấy thứ đó đều bị đạo minh tử bán cho bọn lão địa chủ nổ vàng rồi sao trả cho hắn được vừa mới lơ là một giây vậy mà mở mắt ra đã thấy một nắm đấm lao tới trước mắt mình ra kháng dồn lực mạnh bạo vung quyền hét lớn ma đầu nạp mạng đi hai luồng sức mạnh gần như đồng thời bộc phát gây ra một vụ nổ lớn trên không trung chấn động cả mặt đất nào ngờ cảnh tượng trước mặt trực tiếp dọa cho vị hòa thượng kia sợ tròn mắt quyền tốt đạo minh tử chỉ dùng một ngón tay đã nhẹ nhàng đỡ được quyền của hắn còn tiện thể mỉm cười chế giễu nhưng chỉ dựa vào chân tay không giết được vi sư nhà ra kháng đổ mồ hôi hột cánh tay đấm ra quyền cũng run rẩy nhưng rất nhanh sau đó một bàn tay vô hình đột nhiên nắm lấy vai đạo minh tử rồi hàng loạt những cánh tay ánh tím khác cũng tìm đến náo nhiệt quấn lấy thân người hắn ồ ra ra phía sau hắn vang lên giọng nói bí ẩn ma mị ân sư mệnh số của người đã tận cô gái mang dáng người lô ly này tên là đệ tử đạo minh tử luân hồi diêm quân y linh cô cầm dù nhẹ nhàng bay ra phía sau hắn cất giọng tiếp đến đón người về địa phủ đạo minh tử vẫn không hề nao núng vẫn vô cùng thản nhiên ồ cơ thể không giết chết được ta muốn trực tiếp câu hồn của ta sao gia Khang thấy hắn đã bị giữ lại thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội hắn triệu hồi một khúc gỗ nhọn cười lớn làm tốt lắm y linh dứt lời hắn lập tức đâm khúc gỗ kia về phía sư phụ mình nhưng đạo minh tử lại hoàn toàn miễn nhiễm với đòn tấn công này hắn cúi xuống nhìn khúc gỗ vàng rực đang ghim thẳng vào ngực mình nhất miệng cười hay cho một tay phong ma chủ đệ tử giấu đồ nhà còn chưa kịp thích ứng hắn đã nghe thấy một giọng nói khác phía trên đầu ây ra sao sư tôn bị bắt rồi các người nhẹ chút đừng làm tổn hại cơ thể của người cô gái gợi cảm có chiếc sừng cả mét cắm trên đầu này cũng là một trong những đệ tử của đạo minh tử hỗn thế ma tôn môn chủ nhật thiên môn lý thiết uẩn cô đưa ngón tay lên lưỡi ánh mắt ám muội nhìn hắn sư tôn yên tâm thi thể của người sẽ được người ta luyện thành con rối đêm đêm hầu hạ nói rồi cô lại đưa tay sờ lên hình xăm dưới bụng nhỏ giọng xử nữ này của người ta để dành cho người đấy mặc dù đối mặt với nữ đồ đệ nóng bỏng như vậy nhưng đạo minh tử vẫn chẳng hề dao động thật là làm khó thiết trùy còn nhớ vi sư nữ quỷ kia nuốt tức giận vào trong gần giọng người ta tên thiết uẩn không tên thiết trùy nha đạo minh tử ngửa đầu hai mắt rưng dưng ngấn lệ nước mắt cứ như tự động chảy xuống thành dòng hu hu nhớ nhung của đồ đệ hại vi sư sắp rớt nước mắt rồi nhưng sư tỷ của các người không giống như sẽ chừa toàn thây cho vi sư vừa dứt lời một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên giáng xuống phía sau đám đệ tử một nữ tử khác xuất hiện nói nhỏ sở thăng bổn cô nương đã cho ngươi vô số cơ hội quay đầu rồi mấy đệ tử khác thấy đại sư tỷ xuất hiện lập tức quay đầu nhường lại sân khấu chính cho cô hôm nay vì thiên hạ thương sinh ta sẽ không chừa mạng cho ngươi nữa cô gái này chính là đại sư tỷ mà đạo minh tử vừa nhắc tới đồng thời cũng là đệ tử của hắn minh chủ chính thiên minh ngũ linh kiếm tiên chỉ hiểu hiểu đạo minh tử nhìn đám đệ tử yêu quý của mình giờ đây đều tụ đầy đủ thì nhắm mắt bình thản xem ra lần này vi sư thật sự bị bắt rồi các đệ tử đáng yêu của ta muốn chém muốn giết tùy các con vi sư sẽ không phản kháng chỉ hiểu hiểu vừa nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên thật thật không sư tôn đây là nhận thua rồi ngay sau đó đạo minh tử lập tức làm mặt quỷ với bọn họ đương nhiên là giả sao ta có thể nhận thua được chứ hẹn gặp lại ra out đây vừa dứt lời đạo minh tử liền dịch chuyển đi trước mặt đám đệ tử ngơ ngác lại chỉ còn khoảng không vô định biến mất rồi tiếp ẩn cao mày oán trách ây ra không ngờ vậy cũng có thể để hắn chạy sư tôn quả nhiên thần thông quảng đại lần trước từ biệt là mấy trăm năm trước rồi sư tỷ tỷ nói sau này chúng ta còn có thể bắt được hắn không thấy đối phương không trả lời thiết ẩn nhanh chóng gọi sư tỷ nào ngờ vừa quay lại chỉ hiểu hiểu lại mắt đẫm nước cắn môi uất ức bật khóc khiến thiết ẩn bối rối hét lên sư sư tỷ thành ra thế cục lại là cả đám bọn họ quay lại dỗ dành đại sư tỷ của mình được 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 sư tỷ ngoan đừng khóc khăn tay sư tỷ nhưng nữ nhân một khi đã khóc nào dễ nín như vậy càng dỗ dành cô càng khóc to hơn thiết ẩn thật sự hết nói nổi sư tỷ của mình thích sư tôn như vậy lại không chịu nói ra thật là cứng họng hủy cả đời trong phòng ngủ dưới ánh sáng xanh của màn hình máy tính một thanh niên đầu tóc bù xù ngả đầu ra sau ghế vươn vai một cái chơi game tới nỗi dạ dày cũng biểu tình dữ dội như vậy tôi cũng là lần đầu thấy cậu ta mệt mỏi than vãn bảy ngày liền cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ chơi cha này rồi thanh niên hai mắt thâm như gấu trúc mệt mỏi cực độ đến chảy cả nước mắt trò chơi rác vừa thối vừa dài còn không thể lưu nếu không phải vì phần thưởng thần bí này lão tử sớm xóa ngươi rồi tên của tôi là sở thăng một tử trạch mẫu phẩm đức tốt một tuần trước tự nhiên trên máy tính của tôi nhảy sang một trò chơi tên hệ thống tu tiên toàn năng vào lúc tôi định xem nó như phần mềm rác xóa đi tôi phát hiện chỗ khác biệt của trò chơi này sau khi nhấn chơi ngay màn hình máy tính hiện lên những nhân vật nữ vô cùng hút mắt trò chơi này xưng là nếu người chơi có thể công lực toàn bộ vai nữ sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì có thể nhận được phần thưởng thần bí cuối cùng tôi vẫn chọn giữ lại chơi thử đương nhiên chỉ là vì phần thưởng thần bí đó đừng nói mấy cô gái đó khá là hợp với xp của tôi vì lấy được phần thưởng với hiệu suất cao nhất tôi hóa thân đạo minh tử ở trong trò chơi có thể nói là dùng đủ mọi cách thậm chí còn bị ổi lừa con gái người ta đánh nhau với quái vật còn mình thì nấp sau tảng đá không uổng ta phí tâm tư cố ý dụ quái vật đến đây đợt này chờ cô ta không cầm cự được mới đi cứu chắc có thể tăng không ít độ thiện cảm cô gái sau khi được cứu thì quả nhiên nhìn hắn bằng một ánh mắt khác còn ủy mị nói nhỏ đồ ngốc cảm ơn ngươi đã cứu ta tuy hơi đường đột nhưng có một vấn đề muốn hỏi ngươi giả sử như có một cô nương rất có thiện cảm với ngươi muốn kết thành đạo nữ cùng hành hiệp trượng nghĩa với ngươi ngươi có đồng ý không và đương nhiên tên cận bã như hắn làm sao đồng ý cho được thậm chí hắn còn vui vẻ cười lớn không đồng ý nha, độ thiện cảm đầy rồi thì nên đổi mục tiêu kế tiếp thôi. Cô gái kia nghe xong câu này lập tức há hốc miệng tròn mắt sừng sốt. Sau đó hắn trực tiếp cưỡi mây bay đi còn vui vẻ lẩm bẩm người tiếp, người tiếp, bỏ lại con gái người ta bơ vơ ở đó, Ông nhớ thương. Quay về hiện tại, màn hình máy tính đã hiện lên một hộp quà bí ẩn màu đỏ, Sở Thăng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái uể oải. May mà đây chỉ là một trò chơi, nếu thật sự để mình xuyên không đến thế giới đó, chỉ dựa vào những chuyện mình đã làm, đủ mình chết 800 lần rồi. Cậu lập tức lấy lại tỉnh táo, hớn hở nhìn hộp quà nhỏ, chuyện không chậm trễ, để mình xem phần thưởng thần bí là gì. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra đủ loại tài sản đủ khiến cậu an nhàn cả cuộc đời sau này, rốt cuộc biệt thự lớn hay là siêu xe, hay là tiền tiêu không hết. Sở Thăng ánh mắt đầy mong chờ mở hộp quà bí ẩn, nhưng cuộc sống không phải màu hồng, ánh sáng vàng chói hiện ra khiến hai mắt cậu phát sáng. Nào ngờ được trên màn hình lúc này lại hiện lên dòng chữ: "Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng thần bí, hành trình xuyên không tu chân toàn năng." Vừa đọc được dòng thông báo này, cả người cậu như cứng đờ, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Màn hình tiếp tục hiện lên thông báo tiếp theo, bạn sẽ xuyên không về thế giới game với tu vi kim đan trải nghiệm cuộc đời tu chân thực thụ một câu này đủ dọa cho cậu hồn bay phách lạc sốc không nói nên lời lúc này máy tính đột nhiên vang lên một giọng nói màn hình cũng bắt đầu hút cơ thể cậu vào trong thông đạo xuyên không đã mở ra mời thí chủ ngồi vững nắm chặt chạm tiếp theo chính thiên minh sở thăng chưa tiếp nhận được thông tin sợ hãi đến choáng váng trời đừng nhưng đã quá muộn rồi máy tính không ngừng hút cậu vào trong sở thăng dù có la hét gào khóc lão tử không muốn quay về cũng chẳng có tác dụng gì cả người cậu nhanh chóng xuyên qua cho đến hết bàn tay chỉ còn tiếng hét cuối cùng im lặng màn hình lúc này mới hiện lên thông báo chúc mừng thí chủ xuyên không thành công hệ thống tu tiên toàn năng chân thành phục vụ cho bạn chúc ký chủ phi thăng vui vẻ tại nội viện chính thiên minh một luồng ánh sáng xanh từ đâu đáp xuống sở thăng còn chưa hết sốc đã bị kéo đi cả người choáng váng vừa đến nơi đã nôn thốc nôn tháo khó khăn lắm cậu mới đứng vững được mở miệng ra phải chửi cái hệ thống quái quỷ này ngươi xuyên không không thể nhân tính hóa chút sao mẹ nó khó chịu hơn là liên tục ngồi tám lần thuyền đạo tặc hệ thống mang dáng vẻ đồng tiền vàng ngược lại rất hào hứng vui vẻ giải thích không gian xuyên không có dao động nhẹ là hiện tượng bình thường xin ký chủ lượng thứ sở thăng mặt mày xanh sao ngước lên hỏi nói ra thì ngươi xuyên ta đến đâu rồi chỗ này sao trông quen vậy hệ thống rất hứng khởi giải đáp theo như định vị gps vị trí hiện tại mà thí chủ đang ở là nội viện chính thiên minh vừa nghe ba chữ chính thiên minh sở thăng liền giật bắn mình tức giận chửi rủa cái gì hệ thống chơi trà ngươi điểm cho đời chọn ở chính thiên minh cho lão tử là muốn mạng của lão tử sao mẹ nó màu thả ta về hệ thống rất vui vẻ tươi cười nói nếu ký chủ muốn về thế giới ban đầu cần tu luyện đến kỳ đại thừa mới có thể mở chức năng xuyên không vạn giới sở thăng càng ngay càng tức gào lên với nó đại thừa con khỉ mẹ nó ta cũng phải sống được đến lúc đó đột nhiên lúc này phía sau cậu truyền đến tiếng nói hình như bên trong đó có động tĩnh gì chúng ta đi xem thử sở thăng đã sợ hãi càng thêm cuống cuồng tay chân trời sắp bị phát hiện rồi cậu nhanh chóng nảy số vội vã trèo qua bức tường trước mặt trong lòng vẫn thẩm mỹ không được nếu thông báo lên trên bị cô ta phát hiện ta nhất định sẽ chết ta lớn như vậy ngay cả tay của em gái còn chưa nắm qua, ta không thể chết ở đây. Vừa nhảy qua bên kia, cậu liền nhìn thấy một căn phòng mở cửa sổ, trong phòng này có đèn nhưng không thấy có người. Không nghĩ nhiều tính mạng quan trọng, sống được lúc nào hay lúc nấy, mặc kệ tránh đợt kiểm tra này trước rồi nói. Vừa mới rón rén trèo vào bên trong cậu liền thấy một dáng người tiến tới gần. Nào ngờ bóng người kia lại là một cô nương xinh đẹp, gợi cảm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Ở góc độ đang ngồi của Sở Thăng, cậu ta thậm chí còn nhìn thấy toàn bộ từ dưới lên cô gái kia cũng rất nhanh chóng quay đầu phát hiện ra cậu phản ứng đầu tiên của cô chính là đứng hình mất vài giây sở thăng đối mặt với ánh mắt của cô cũng chỉ biết gượng gạo cười à trong lòng hắn lúc này đều là vui sướng không kể hết nhìn cái mặt như vậy là đủ biết cậu ta thỏa mãn cỡ nào rồi tạm biệt đời người thấp hèn của ta lần này chơi xong rồi phản ứng tiếp theo của cô gái kia sau khi nhìn thấy cậu ta ở trong phòng chính là lùi lại vài bước la hét toáng loạn ngươi 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 là ai muốn làm gì sở thăng ngượng chín mặt mồ hôi đổ như mưa gãi đầu khó xử cái đó nếu ta nói ta xuyên không đến ngươi tin không đây chính là đại sư tỷ chính thiên minh an nhiên đối mặt với câu trả lời không đúng trọng tâm kia cô thực sự xấu hổ đến không nói được lời nào cô nghiến răng tức giận đến run rẩy thanh kiếm phía sau cô như linh cảm được chủ nhân đang gọi nó ngay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ rồi lao vào trong tay cô như một cơn gió khiến sở thăng hốt hoảng an nhiên hét lên rồi vung kiếm về phía kẻ đột nhập đi chết đi lưu manh sở thăng sợ hãi há hốc miệng trời cô làm thật à cậu vừa ngả ra sau né một chiêu kiếm vừa gào thét có gì từ từ ối trời rơi vào thế bí chỉ còn một cách duy nhất sở thăng cũng là hết cách nếu không làm gì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nếu vậy thì đừng trách ta xin lỗi dứt lời cậu nhanh như cắt nhảy tới bên người cô rồi lại nhanh tay nắm lấy một góc khăn tắm dứt khoát kéo xuống lúc an nhiên phản ứng lại cơ thể đã trần trụi không còn một mảnh vải xấu hổ mà hét lên lưu manh người sở thăng nhếch mép gian xảo cười còn cầm khăn tắm trên tay như vừa giật được chiến lợi phẩm lần này ta xem ngươi làm sao động thủ an nhiên lặng người quay lưng về phía hắn sở thăng vô cùng tự tin cho rằng người trong trò chơi này rất cổ lỗ cô ta chắc chắn sẽ vì sợ bị nhìn hết mà không dám ra tay thả ta đi. Tuy đối với ta mà nói cũng có tác dụng phụ hơi kích thích, để ta cho cô ta thêm chút áp lực. Cả cơ thể An Nhiên lộ ra, quả là một phóc dáng tuyệt đẹp. Sở Thăng thấy đối phương bất động thì được đà chọc gạo, kiếm pháp lúc nãy của cô sắc bén như vậy, sao giờ không nhúc nhích nữa? Nếu cô mặc kệ ta, vậy khăn tắm này ta mang đi nha. Cậu ta nhìn bộ dạng của cô đến mức chảy máu mũi, mà An Nhiên lúc này đột nhiên gần giọng, "Trả cho ta." Cả người được bao phủ bởi một luồng sức mạnh, tay cầm kiếm siết chặt, nhìn kỹ sẽ thấy một vòng nước nhỏ bao quanh chui kiếm chiếc khăn tắm đó đắt làm đấy a nhiên mở mắt vậy mà màu mắt của cô lại đặc biệt như vậy một xanh một vàng kỳ diệu cô tức giận còn không thèm quan tâm thân thể của mình mà lao tới sở thăng giật mình há miệng đây là thế băng bộc của thủy linh kiếm pháp kiếm lao đến khiến cậu dốc sức né tránh một bên an nhiên vẫn dốc hết sức đánh ra một bên sở thăng dốc lực né tránh thủy linh kiếm pháp là kỹ năng bùng phát cao thuộc tính thủy duy nhất mà ta sáng tạo ra nổi tiếng với uy lực cực lớn tốc độ khởi động nhanh nhưng là người sáng tạo ra chiêu này thật ra ở trong mắt ta lại có một khuyết điểm chí mạng bùng phát cao của kiếm pháp phải trả giá uy lực của băng bộc sẽ theo đợt tấn công giảm xuống An nhiên nghiến răng tức giận gầm gừ đừng hòng chạy dâm tặc sở thăng vừa nhìn vội vã cúi đầu mấy chiêu trước nhất định phải nãy được người thường đều bị uy lực lúc đầu nó thể hiện ra lửa thấy thời cơ đã tới cậu dừng lại đối diện trực tiếp với mũi kiếm hành động này hoàn toàn khiến An nhiên sửng sốt ngạc nhiên nhưng thực tế khi chiêu thức đi đến hồi cuối cho dù là người phàm cũng có thể dễ dàng đón được sở thăng cứ vậy mà dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm gần ngay trước mắt uy lực của thanh kiếm cũng dần tắt hẳn chỉ là không ngờ hơn thanh kiếm lại bất ngờ nứt ra rồi từ từ vỡ vụn ngay trong tầm tay của a nhiên sở thăng vô cùng kiêu hãnh ngoài miệng thì điềm tĩnh ha ha cô nương xem ra cô mua phải hàng giả rồi nhưng trong lòng lại thầm vui sướng thấy sự lợi hại của ta chưa chắc là cô bị ta dọa ngây ra rồi nhỉ ngay tức khắc cậu bị ăn một bà tai đau đớn a nhiên lửa giận phùng phừng quát lớn dâm tặc ngươi đã làm gì nói rồi cô lại nuối tiếc nhìn lưỡi kiếm bị gãy vụn trên sàn đây là linh kiếm huyền uy ta bỏ ra số tiền lớn mới mua được đó cô tức giận hung hăng nắm cổ áo cậu dâm tặc ngươi định đền ta thế nào đây an nhiên cúi đầu giọng nói có chút run rẩy bảy ngày sau là hội thí rồi không có linh kiếm ta làm sao đối phó với trương vũ hằng của ngoại môn đột nhiên lúc này chiếc khăn tắm lại trùng lên đầu cô khiến cô ngỡ ngàng sở thăng âm trầm nhìn cô gái nhỏ trước mắt nhỏ giọng nói tuy giờ ta không có tiền nhưng sau này ta hứa có thể nghĩ cách đền cho cô giờ gây ra động tĩnh quá lớn dù người bên ngoài đến cũng không tốt phải không an nhiên đỏ mặt cuối cùng cũng chịu buông tay cô quay lưng lại mặt đỏ tía tai thẩm ý đúng vậy hắn có thể nhẹ nhàng hủy đi linh kiếm thực lực chắc chắn không đơn giản giờ hắn trong tay ta có lẽ đây là một cơ hội trong khi đó sở thăng ở phía sau vuốt ngược thở phào may là công phu miệng của ta tài tình an nhiên nhắm tịt mắt giơ ngón tay với cậu thả ngươi đi cũng được nhưng trừ chuyện bồi thường kiếm ngươi còn phải hứa với ta một chuyện sở thăng cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi đây không kinh động cô ta thì cái gì cũng được đã đến nước này cô cũng chẳng nề mặt gì nữa trực tiếp nói hội thí đệ tử của chính thiên minh vào 7 ngày sau phần thưởng quán quân là một cây linh kiếm thượng phẩm mà hội thí lần này là hai đấu hai tỷ võ sở thăng giữ người hỏi lại không lẽ người muốn an nhiên lao tới túm lấy áo cậu nhấn mạnh đúng vậy ta cần ngươi đạt quán quân giúp ta cô nhìn sở thăng bằng ánh mắt ấm muội khiến cậu sợ hãi thốt lên cái gì thấy đối phương phản ứng dữ dội như vậy an nhiên liền phụng phịu sao hả ngươi không chịu sở thăng toát mồ hôi mỉm cười gượng gạo cũng không phải không chịu chỉ là hai cô mặc quần áo trước đi rồi nói an nhiên vừa nghe xong mới phát giác bản thân mình đang tròn tạm bỡ chiếc khăn tắm cô vội vã đẩy cậu ra quát lớn xoay qua kia sở thăng cũng vui vẻ đáp ứng quay người tuân lệnh lúc đối phương đang thay đồ cậu còn hậm hực thì thầm thật là rõ ràng cái gì cũng nhìn qua hết rồi còn nhỏ mọn vậy an nhiên nghe thấy tiếng nói thì tức giận mắng ngươi đang lẩm bẩm gì đấy sở thăng giật mình bào chữa không ta đang nói ngươi chịu bỏ qua cho ta đúng là rộng lượng an nhiên vừa kéo tất lên vừa lầu bầu trong miệng ừ lẻo mép nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không thể dễ dàng tha cho tên đó như vậy được tuy thanh linh kiếm đó là thứ quan trọng nhất những đồ dùng trong nhà tối nay bị hỏng ngươi phải đền theo giá của nó sở thăng càng ngay càng vô lý hốt hoảng cãi lại, chờ đã, cái đó không phải cô tự đánh hỏng sao? A Nhiên vô cùng vui vẻ mỉm cười, sau đó cô liền giơ ra trước một tấm lệnh bài, còn lắc lư khoe khoang, nếu không, với thân phận của ta, chuyện người lớn chui vào phòng ta e là có thể truyền đến chỗ chỉ minh chủ. Sở Thăng vừa nhìn thấy tấm lệnh bài chói sáng kia thì lập tức hốt hoảng không khép được miệng, chính chính thiên lệnh. Nghe nói chính thiên lệnh có thể triệu tập bách môn chính đạo, mà thời gian này chỉ có ba người có chính thiên lệnh, không ngờ một cái nằm trong tay cô ta. Nhớ ở lần chơi game trước đó, chi hiểu hiểu còn mang tâm trạng háo hức chạy tới khoe với cậu a à thăng ta làm được rồi sở thăng ngạc nhiên hỏi lại cái gì ta không nghe lầm chứ chi hiểu hiểu vui vẻ nói a à thăng hôm nay ta tìm thấy đệ tử bằng lòng gia nhập chính thiên minh chúng ta rồi cậu vừa dùng khăn lau tóc cô vừa nghe cô giải thích hả mưa to như vậy thật sự có oan đại đầu bị cô lừa à chi hiểu hiểu ghét bỏ tự giật lấy khăn lau tóc khiến hắn ngỡ ngàng cái gì mà oan đại đầu cô ấy là đệ tử đầu tiên của chính thiên minh chúng ta sở thăng vẫn còn nhớ rõ gương mặt vui vẻ ngập tràn hạnh phúc của đệ tử mình lúc đó hai mắt cô sáng rực miệng cong lên háo hức khoe, và lại cũng là đệ tử đầu tiên của chỉ hiểu hiểu ta bây giờ hắn cuối cùng cũng biết người đứng trước mặt mình thân phận ra sao thì ra là cô đại đệ tử chính thiên minh an nhiên thấy đối phương biết thân phận của mình cô kêu hãnh cải lại tóc hừ thì ra tên dâm tặc không có mắt như người còn biết danh hiệu của ta cô chính là đệ tử đầu tiên của chỉ hiểu hiểu cũng là đại sư tỷ chính thiên minh an nhiên sở thăng lúc này chỉ có thể bịt miệng khóc lớn đúng là trời phụ hắn mà trời sao lại đúng lúc vào phòng của cô ta vậy thật sự để cô ta nói đến chỗ chỉ hiểu hiểu ta nhất định sẽ chết a nhiên thấy đối phương đã không còn phản kháng liền vui vẻ chuyện bồi thường đã định vậy thì chuyện tỷ võ hội thí ngươi có đồng ý không đã đến nước này sở thăng cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay bề mặt đồng ý trước đã chờ tìm được thời cơ thì chạy nghĩ rồi hắn dứt khoát hô lớn được ta đồng ý dứt lời cả không gian xung quanh bỗng tối sầm lại sở thăng vậy mà bị nhốt trong tủ đồ của a nhiên đã vậy cô còn nhìn qua song sắt nói vọng vào trong giờ thần ngày mai phong ấn của phòng để đồ sẽ tự giải trừ ta chờ ngươi ở sân luyện võ sở thăng đập cửa không ngừng kêu gào không phải ít nhiều cũng cho tấm chăn và lại làm sao đi vệ sinh nhưng đối phương lại hoàn toàn bỏ ngoài tai mà lững thững rời đi sở thăng từ bên trong không ngừng đập cửa oán niệm ê đừng đi chứ đợi đến khi không còn động tĩnh gì hắn mới siết chặt bàn tay nghiến răng cười chua xót sở thăng ngồi phịch xuống một góc than thở hôm qua ta còn là đạo minh tử hô mưa gọi gió không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh này lúc này hắn đột nhiên lại nhìn thấy thứ đồ rơi ra từ giỏ để đồ gần đó không kìm được mà cầm lên xem xét nhìn đồ lót của con gái như vậy thật không biết xấu hổ thậm chí hắn còn bình luận nói đi nói lại lúc trước khi chơi game không thấy không ngờ ăn mặc của thế giới này lại tiên tiến vậy đột nhiên lúc này từ phía sau hắn lại truyền tới giọng nói thì thầm thì ra chủ nhân tạp ngư còn có sở thích này sao sở thăng bị dọa cho hồn lìa khỏi xác hết toáng lên an nhiên đi khỏi mấy tòa nhà vẫn còn nghe thấy tiếng hét đâu đây hệ thống trong hình dạng nhân vật nữ bị đánh u một cục trên đầu oán trách ký chủ không biết thương hương tiếc ngọc chút nào nó vừa ôm đầu vừa khóc lớn nói sao người ta cũng là hệ thống tu tiên toàn năng của người sở thăng bây giờ mới hoàn hồn nhìn rõ người vừa rồi thì ra là ngươi còn tưởng kẻ nào vừa biết là hệ thống hắn lập tức lao vào véo má cô nàng giận dữ quát lớn nói gì mà thương hương tiếc ngọc ngươi ném ta đến chỗ nguy hiểm vậy có nghĩ qua thương hương tiếc ngọc ta không hệ thống bị nhéo la lên đau 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 chẳng phải người ta đã cho ngươi tu vi kim đan rồi sao còn muốn người ta thế nào nữa sở thăng gặp được hệ thống liền đem thắc mắc giải trình cấp của trò chơi này chỉ chia làm hậu thiên tiên thiên tông sư và tiên lấy đâu ra kim đan sau đó hắn còn tức giận trùng cái quần nhỏ lên đầu cô nàng nói thêm và lại người truy sát lão tử ai nấy đều là tiên vương thánh thần ngươi chỉ cho ta kim đan có tác dụng gì hệ thống bị trùng đầu loạn trọng mò mẫm wow không thấy gì nữa sở thăng nắm lấy nghiến răng canh kết, tay nắm thành quyền hậm hực không được đêm dài lắm mộng ngày mai phải tìm cơ hội bỏ chạy đúng sáng ngày hôm sau mặt trời vừa ló dạng gà cũng bắt đầu gáy lớn sở thăng lúc này mới từ trong bụi cây ló đầu ra phong ấn vừa được giải trừ hắn đã lập tức chạy ra ngoài he he đại sư tỷ chính thiên minh thì sao sao ta có thể ngoan ngoãn nghe lời đến sân luyện võ dù sao thì ta đâu phải đệ tử chính thiên minh chắc chắn phải nhân cơ hội này mau bỏ chạy nào ngờ từ phía trên một cặp tỷ muội đã phát hiện ra bất thường sư tỷ người xem chỗ đó có một bụi cỏ biết động đậy ghê tởm quá đi chắc là tên biến thái không có mắt nào đó chúng ta đi bẩm báo đại sư tỷ sở thăng từ trong bụi cây nhìn thấy đám đông náo nhiệt bên ngoài đang bàn tán xôn xao xảy ra chuyện gì rồi tụ tập nhiều người như vậy bản năng của hắn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một thiếu niên ngậm trong miệng cành hoa hồng dịu dàng gọi nhiên nhiên người thật sự không suy nghĩ tổ đội với người đẹp trai anh tuấn như ta sao tên làm màu này chính là đệ tử ngoại viện chính minh tông trương vũ hằng hắn ta quỳ xuống trước mặt an nhiên nói lời ngon ngọt tin là cô phối hợp với bổn công tử nhất định là trời sinh một cặp sở thăng đi qua đám đông lại nghe lỏm được một vài chuyện hai người vây xung quanh bàn tán lại là trương vũ Hằng này nhà lớn nghiệp lớn làm sằng bậy thì thôi đi lại còn dám có ý với đại sư tỷ ai bảo hắn có người cha cấp đại tông sư không chọc nổi không chọc nổi an nhiên bày ra bộ mặt chắn ghét khoanh tay nhìn trương vũ hằng tên ăn chơi phiền quá đi bổn tiểu thư từ chối 10 lần rồi còn không từ bỏ cô quay lưng lại dừng dưng quát cút trương vũ hằng nghe như xét đánh ngang tay thấy lời ngon tiếng ngọt không dụ được cô hắn bắt đầu thay đổi thái độ cô đừng rượu mời không uống uống rượu phạt có tin là ngày mai trương gia ta cắt đứt trợ cấp với chính thiên tông không đến lúc đó tông chủ truy cứu cô chắc chắn không tốt lành gì a nhiên càng nghe càng ghét bỏ lại còn dám uy hiếp ta ta ghét nhất loại lấy quyền mưu tư trong đầu vừa lúng túng suy nghĩ cô phải nghĩ cách thoát thân cô lại nhìn thấy vóc dáng vừa lạ vừa quen của sở thăng cô nghe lập tức gọi lớn ngươi đứng lại cho ta sở thăng hai tay cầm hai cành cây giật mình cả người cứng đờ chôn chân xuống đất An Nhiên nhanh chóng tiến sát gần hắn nở nụ cười danh mãnh, "Ngươi tốt nhất là giải thích rõ tại sao lại ở đây." Sở Thăng run rẩy đến toát cả mồ hôi, "Ta nói ta lạc đường rồi cô tin không?" Cục diện trước đó giờ lại thay đổi, một bên hai người bọn họ không ngừng thì thầm to nhỏ, "Hừ, sau này mới truy cứu chuyện ngươi bỏ chạy, giờ thành thật chút, phối hợp với ta, ngươi tên gì?" Hắn ấp úng, chút nữa còn để lộ, "Sở, à không đúng, ta tên Tần Thọ." Một bên Trương Vũ Hằng vừa ngơ ngác vừa tức giận hỏi, "Nhiên Nhiên, sao vậy hắn là ai?" Biểu cảm của A Nhiên lúc này khác hẳn với bộ mặt trước đó, cô vui vẻ tươi cười nói ngại quá về vấn đề tổ đội ta đã quyết định cùng đội với đạo lữ của ta học đệ tần thọ nói đến đây cô liền không chút ngại ngùng ôm lấy cánh tay người bên cạnh vô cùng thân thiết ái sở thăng nhất thời chưa phản ứng kịp đỏ mặt trương vũ hằng mới là người sốc nhất lúc này tuy theo đuổi bấy lâu nay vậy mà lại bị một kẻ không rõ lai lịch chiếm tiện nghi dứt lời an nhiên dứt khoát kéo sở thăng đi mất vậy đi tạm biệt bỏ lại phía sau trương vũ hằng tròn mắt há miệng tức tối hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra rõ lai lịch của tên tần thọ này cho ta người phía sau nhận lệnh vội vã đáp dạ à, trương vũ hằng tức đến nổi gân xanh nghiến răng trợn mắt dám cướp nữ nhân của bổn công tử bất luận thế nào hắn chết chắc rồi sở thăng ấn ngón tay cái vào phía dưới tên tần thọ sau xuôi hắn liền đưa ngón tay lên miệng thắc mắc chỗ các người không có màu ấn sao nhất định phải dùng máu để in dấu tay a nhiên giật lấy tờ giấy trên bàn giải thích ngọn ngành bình thường mà nói viết tên lên là được nhưng ai bảo ngươi không giữ chữ tín chứ ta chỉ có thể sử dụng cách lấy máu làm khế ước này sở thăng nghe xong đương nhiên không giấu nổi sừng sốt lấy máu làm khế ước á sao nghe có chút giống phong cách của ma giáo vậy an nhiên vô cùng điềm tĩnh giải đáp ngươi đoán không sai đây chính là tâm ma huyết thệ chí minh chủ lấy từ ma giáo người làm trái sẽ tâm mạch nghịch lưu chết ngay tại chỗ giờ ta không sợ ngươi lén lén bỏ chạy nữa sở thăng cứng đờ người há miệng kinh hãi an nhiên nói xong liền vui vẻ cầm tờ khế ước tung tăng chạy đi phí ghi danh ta trả giúp ngươi trước sau này nhớ trả chung một thể sở thăng toát mồ hôi ôm đầu gào thét tiêu rồi lần này thật sự không chạy được nữa khoan hãy nói chắc chắn sẽ bị trì hiểu hiểu phát hiện một kim đan kỳ như ta đánh loại sinh tử đài này nhất định sẽ chết đúng lúc này hắn bất chợt nhận ra điều gì đó chờ đã kim đan mang theo nghi hoặc hắn tìm đến hệ thống đang say giấc bất mãn gọi ê tỉnh lại hệ thống tu tiên tệ hại ba ngày mà ở đấy ngủ à tu vi kỳ kim đan mà ngươi cho ta so với đệ tử của chính thiên minh thế nào hệ thống ngái ngủ đáp lại đương nhiên là không có tính so sánh rồi ký chủ đột nhiên hỏi cái này làm gì đôi mắt của hệ thống đột nhiên to tròn long lanh nhìn hắn hỏi sao vậy ký chủ sở thăng cuối cùng cũng ngộ ra bật cười hắn xoa cằm nghĩ ngợi theo như tiểu thuyết mạng mà lúc trước ta xem, đệ tử tông môn thường đều là luyện khí trúc cơ kỳ, cho dù là thực lực mũi nhọn của chính thiên minh, kim đan kỳ như ta nói sao cũng mạnh hơn đệ tử thường chứ nhỉ? Nhưng mặt hắn lại nhanh chóng đen lại, không đúng, Trương Vũ Hằng là con cháu thế gia trong tay chắc chắn có pháp bảo giết người vượt giới, cho dù người khác không sao, ta cũng phải nghĩ cách phòng hắn. Nghĩ rồi, hắn nhìn hệ thống trước mặt hỏi, "Ê có công cụ phòng ngự lợi hại gì cho ta không, hoặc cho chút tiền ta tự mua cũng được." Đồng tiền vàng lớn kia lập tức đáp ứng, "Được." hệ thống tu tiên toàn năng lập tức thỏa mãn yêu cầu của ký chủ vừa dứt lời trước mắt hắn đã hiện ra hàng loạt thông báo chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ một và mặt lão tổ trương gia nhiệm vụ hai tùy ý đi dở váy một nữ tu chú thích nhiệm vụ trên có thể lựa chọn nhiệm vụ sở thăng vừa đọc nhiệm vụ đã tỏ rõ thái độ cái hệ thống này biến thái đến vậy à không phải nhiệm vụ này của ngươi là đang đùa với ta sao ai đi hoàn thành chứ hơn nữa nhiệm vụ hai này sở thăng ta giống loại người làm chuyện không đứng đắn này sao hệ thống không thèm để ý đến đưa ra một mức giá phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ 100 linh thạch sau 3 phút sở thăng đã vác cái mặt xương tướng trở lại còn vô liêm sỉ đòi ta dở xong rồi tiền đâu hệ thống chứng kiến xong cũng chỉ biết cạn lời có linh thạch trong tay sở thăng nhanh chóng chạy đi tìm đồ hắn bước tới trương thị đoạn bảo các yêu cầu một món đồ phòng hộ đỉnh cấp trưởng quầy cũng vô cùng niềm nở đem ra một tấm khiên lấp lánh nhìn qua có vẻ rất kiên cố mời người xem trong tông môn này có thể làm ra loại phẩm cấp này người sẽ không tìm được căn thứ hai sở thăng vừa nhìn đã cảm thán cái này trong không tệ Hắn cầm tấm khiên trên tay nghi ngờ hỏi, nhưng có thật là có thể đỡ tấn công dưới tiên thiên cảnh không? Trưởng quầy cũng rất tự tin đáp lại, người yên tâm cửa hàng giả một đền 10, nói đỡ được là có thể đỡ được. Nào ngờ, hắn chỉ vừa cầm vào một góc của chiếc khiên, nó liền nứt vỡ thành miếng tách ra khỏi khối ban đầu. Sở Thăng càng thêm nghi hoặc về hai chữ phẩm cấp này, a, à, ta còn chưa dùng sức sao nó đã tự vỡ một miếng rồi, ngươi chắc là chất lượng không thành vấn đề không? Trưởng quầy cũng bị dọa cho tái mặt, ông ta lập tức giật lại chiếc khiên từ tay hắn, cười trừ, cái này cái này chắc là thợ rèn của bọn ta lúc rèn có sai sót nói rồi ông ta lại mang tới một thanh kiếm nói sai sót là chuyện thường tình mong người hiểu cho hay là người xem linh kiếm này đi sở thăng cầm thanh kiếm dài tuyệt đẹp trên tay khó hiểu hỏi đối phương ta cần đạo cụ phòng hộ ông cho ta thanh kiếm làm gì chỉ thấy mặt trưởng quầy lộ ra vẻ kiêu hãnh ông nói khách quan người đừng xem thường thanh khôn linh kiếm này nó không những có thể tự động hộ chủ lúc chiến đấu thậm chí có thể đỡ một đòn toàn lực của cao thủ tiên thiên tam trùng tiên thiên tam trùng không biết thật hay giả mà sở thăng vừa chạm tay thanh kiếm liền gãy làm đôi cắm phập xuống mặt bàn hai người bọn họ nhìn một nửa lưỡi kiếm trên mặt bàn rất lâu đều không biết nên nói gì một lát sau trưởng quầy mới tá hỏa hốt hoảng hét lên không thể nào sao lại vậy sở thăng thấy vậy cũng dần mất hết kiên nhẫn không phải cửa hàng của các ngươi cho dù muốn chém khách cũng không thể qua loa như vậy chứ nam nhân vừa cười gượng vừa không ngừng lấy khăn lau mồ hôi ha ha khách quan xin người đừng để bụng mấy món đồ tiếp theo nếu có vấn đề nữa đồ trong cửa hàng người tùy ý lấy nói rồi ông lại đem ra hàng tá những món đồ khác cho hắn xem xét nào ngươi xem cái này lại xem cái này có cái này nữa cùng lúc đó trong căn phòng được che rèm có một bóng người âm thầm quan sát họ tên này có vết sẹo trên mặt nhìn thấy cảnh tượng này mồ hôi lạnh cũng tuôn không ngớt tại nhà của trương vũ hằng hắn ta vừa cầm trên tay cuốn văn thư vừa nghe thuộc hạ bẩm báo hắn tức giận ném cả sách giấy trên tay vào mặt đối phương quát hả à, phế vật ngay cả một thân phận cũng không tra ra được bổn công tử cần ngươi làm gì thuộc hạ vội vã dập đầu trương công tử bớt giận trong ngoài viện chính thiên minh tiểu nhân điều tra qua rồi vốn không có người nào tên tần thọ Trương Vũ Hằng lại càng thêm tức giận, của trách, trong minh không tìm được thì ra ngoài minh tìm, chỉ phát triển thân hình không phát triển não phải không? Đúng lúc này người mặt sẹo lúc nãy cũng là tay chân của hắn chạy tới báo, thiếu đông ra không hay rồi, có người đập tiệm rồi. Trương Vũ Hằng nghi hoặc hỏi lại, đập tiệm, trong tiệm nhiều cực phẩm binh nhận đạo cụ phòng hộ, các người lấy đi phòng thân còn sợ đập tiệm. Tên thuộc hạ nghĩ tới cảnh tượng người kia vừa rồi hễ cầm vào món đồ nào là nó liền gãy đôi, liền sợ hãi đến lắp bắp, nhưng nhưng, người đó đập hết đi nhiệm và đạo cụ phòng hộ trong cửa hàng rồi. Trương Vũ Hằng lúc này mới bắt đầu sửng sốt, ngươi nói gì hắn sắn tay áo lên nghiến răng tức giận mẹ nó bổn công tử muốn xem thử tên nào không có mắt dám đập kinh doanh của nhà chúng ta thuộc hạ thấy vậy vội vã ngăn lại thiếu đông ra đừng manh động người đó e là một cao thủ người đích thân ra mặt e sẽ là bị thiệt trương vũ hằng càng thêm nóng giận kéo cổ áo hắn lại quát lớn cao thủ thì ghê gớm làm sao bổn công tử không đi chẳng lẽ mong tên quỷ nhát gan ngươi chống sân sao đột nhiên lúc này phía sau bọn họ vang lên một giọng nói thần bí tiểu tử này nói đúng nếu hắn có thể hủy toàn bộ pháp bảo mà ta tạo ra vậy ngươi không phải là đối thủ trương vũ hằng cũng quay lại tên thuộc hạ thấy có người hạ thấp tiểu thiếu gia nhà mình lập tức bật lại ai lại dám xuất khẩu của ngôn với thiếu đông ra bỏ ta trương vũ hằng vội vã đá vào chân hắn chửi bới đồ ngu quỳ xuống cho ta nói xong liền quay người lại hành lễ với người vừa tới hậu bối trương vũ hằng bái kiến trưởng lão bên trong cửa tiệm nhân vật chính của chúng ta sở thăng vì nghĩ mình bị lừa vẫn không ngừng điên cuồng đập phá đồ đạc anh quát lớn với người trưởng quầy các người cũng quá đáng quá đi lấy một đống hàng giả ra lừa ta thì thôi đi bây giờ ngay cả lời mình nói cũng không nhận nói là đền mười đâu tên trưởng quầy thấy vậy chỉ biết khóc lóc van xin đồ trong cửa hàng đều để người đập hết rồi thật sự không còn đồ cho người nữa sở thăng chỉ tay về một chiếc hộp phát sáng anh tò mò hỏi hết rồi à trong cái hộp đó là gì tên trưởng quầy ấp úng đáp lại cái cái đó đó là bảo vật chấn tiệm của cửa hàng là vật không bán nghe được điều ấy sở thăng hí hửng lao đến thứ đó để ta xem thử tên trưởng quầy hoảng hốt đến xanh hết cả mặt mũi vị khách quan này không được nhưng có lẽ sự cố gắng ngăn cản của tên này chẳng có ích gì tới sở thăng anh nhanh chóng mở ra vừa thực hiện vừa bảo vật không bán vậy có nghĩa là đồ tốt tên kia chỉ biết ôm chân mà nói khách quan dơ cao đánh khẽ sau khi đã mở chiếc hộp sở thăng nhìn thấy thứ gì đó có hình thù khá kỳ lạ có vẻ là một chiếc mặt nạ nhưng lại quen thuộc với anh ủng um, hơ thứ quỷ này là đây chẳng phải là trang bị giáp mà lúc trước ta thay sao sao trở thành vật chấn tiệm rồi vừa nói anh vừa quay thứ kia như đồ chơi đúng lúc anh đang đùa nghịch với vật chấn tiệm của quán một nhóm người đã tiến vào cửa hàng trong đó có tên công tử là trương vũ hằng dẫn đầu hắn quát lên ra lệnh cho người của mình bắt lấy cho ta sở thăng giật mình quay lại không kịp phản ứng anh đã bị hai gã đàn ông to lớn vồ lấy từ phía sau và khống chế được hai tay anh hồn hề nói ngươi các ngươi muốn làm gì tên công tử nói được lắm thì ra là tiểu tử ngươi không ngờ lại tự tìm đến rồi tên trưởng quầy cũng chừng mắt mà gọi ta, sở thăng cũng đã nhận dạng được tên nó là ngươi à tên thiếu đông trương vũ hàng mỉm cười một cách vô cùng nham hiểm hắn liếm nhẹ trên lưỡi dao biểu cảm của hắn là vô cùng ghê tởm và đáng sợ hắn đưa lời thách thức sở thăng hôm nay bổn công tử phế ngươi xem ngươi làm sao dám cướp đàn bà với bổn công tử đến lúc đó ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn bổn công tử và nhiên nhiên ha ha sở thăng tức giận gắt lên đồ khốn ngươi muốn làm gì tên thiếu đông ra tiếp lời đừng lo đồ cắt xuống sau khi ta xử lý xong ta sẽ đem về cho ngươi lưu niệm sở thăng sau khi nghe xong lại cảm thấy gây sợ với tên này anh trở nên hoảng hốt đáng chết ngươi biến thái à tránh xa lão tử ra một chút có lẽ vì quá hoảng sợ nên anh đã mất quyền kiểm soát với cơ thể mình một chút sở thăng vung chân sút thẳng vào dưới cằm tên thiếu đông ra nhanh đến mức hắn không lường trước được cả người hắn bắn thẳng lên như tên lửa trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của những tên còn lại đầu và phần thân dưới hắn cũng xuyên qua trần luôn còn mỗi đôi chân là còn nhìn thấy hai tên tay chân của hắn thì hoảng hốt kêu lên thiếu đông ra người có sao không sở thăng thì khoanh tay đứng phán ôi trời ta cũng không dùng sức mà anh còn nghĩ bụng chẳng lẽ nào là phương thức lừa đảo mới trong khi đó người dân ở bên ngoài cũng cảm thấy có chấn động họ xì si xào với nhau bên đoạn bảo các hình như phát ra tiếng vang lớn thì phải hả có không an nhiên cũng đang đứng gần nó quay lại với cái cửa hàng bất ổn nó sau khi một tên khống chế anh đang đến chỗ của tên công tử trương vũ hằng đang không rõ sống chết kia tên kia thì đang mất cảnh giác sở thăng nhanh chóng nắm lấy thời cơ đẩy tên kia ra thoăn thoát bỏ chạy mặc kệ tam thập lục kế chuồn bỗng một giọng nói vô cùng dõng dạc của một người đàn ông cất lên khiến anh lập tức đứng hình khoan đập cửa hàng của ta còn đã thương hàng nhi ngươi còn muốn đi đâu sở thăng toát mồ hôi hột bởi sức ảnh hưởng của người đàn ông kia anh tự hỏi khi thế đáng sợ quá đây là ai hai tên tay chân liền lập tức quỳ gối xuống đồng thanh trưởng lão sở thăng hồi tưởng lại đám người đang xì si xào bàn tán lúc sáng bọn họ nói lại là tên trương vũ hằng này ỷ gia nghiệp lớn làm sằng làm bậy thì thôi đi vậy mà còn dám có ý với đại sư tỷ người kia nói lại ai bảo hắn có người cha cấp đại tông sư không chọc nổi không chọc nổi sở thăng nghĩ chờ đã hắn là trưởng lão trương gia nếu cha của trương vũ hằng là đại tông sư vậy trưởng lão nhà họ chẳng phải là địa tiên trưởng lão địa tiên xòe ra đôi bàn tay một nguồn sức mạnh tím hiện ra ông tông triều hạo thiên vận viêm trưởng bắn về phía sở thăng anh cố gắng né đòn tay vẫn cầm chiếc mặt nạ bỏ chạy trong sự hoảng loạn trước chiêu thức ấy chờ đã có gì từ từ nói nhưng với tốc độ này thì có lẽ tránh khỏi là điều không thể anh đã ăn chọn chiêu thức tạo nên một sự tàn phá với quy mô khá rộng và gây ra những tiếng động vô cùng lớn lan ra cả bên ngoài trong sự bất ngờ xen lẫn sự bàng hoàng của người dân sau làn khói từ sự tấn công mà trưởng lão địa tiên gây nên hình bóng sở thăng mờ mờ ảo ảo dần hiện ra rõ hơn dù đã hứng chọn sát thương từ chiêu thức hủy diệt ấy anh lại có vẻ không chút gì là đau đớn hay thương tích sở thăng xoa người mình thở phào sao không đau chút nào chẳng lẽ là vì mặt nạ này sức phòng ngự cao vậy sao trong khi ấy trưởng lão địa tiên cũng thấy trầm trồ vì điều này có thể đỡ một đòn của lão phu mà không chút thương tổn nào dùng pháp bảo đón một trưởng của lão phu sao hôm nay lão phu muốn xem thử ngươi đón được mấy chiêu vừa dứt lời mắt trưởng lão sáng quắc lên tiếp tục vận chiêu vận viên thôi tình chào. tiếp chiêu trưởng lão với hai nguồn sức mạnh chia đều ở hai tay giống như đeo găng đấm bốc lao đến chỗ của sở thăng anh đã sợ đến tím tái mặt mày chỉ biết cầu xin nghe người nói chuyện đòn tấn công của trưởng lão đã đến rất gần với sở khanh rồi may cho anh là an nhiên đã đến kịp thời và dùng kiếm đỡ cho anh đòn chí tử cô nghiêm nghị nói trong chính thiên minh cấm tư đấu trong lúc ấy sở thăng lúc này đã hoảng hốt đến phát khóc rồi anh ôm lấy một chân của an nhiên mà than ngươi phải bảo vệ tốt ta nếu ta chết tiền nợ ngươi không ai trả nữa đâu bị ôm chân như vậy an nhiên ngại đến đỏ mặt mà nói ngươi còn ôm bừa ta tăng gấp đôi lãi đấy thấy vậy trưởng lão địa tiên đã thu chiếu thức lại ừ an nhiên tức giận túm lấy cổ của sở thăng mà chất vấn chuyện này là sao sao ngươi lại chọc phải trưởng lão trương gia anh chỉ biết gào lên mà minh oan cho mình còn không phải nhà họ bán toàn hàng giả nói là giả một đền mười mà không nhận tính ta thì ít nhất thiếu ta mấy trăm vạn linh thạch sau đó họ đã động thủ giết ta an nhiên cũng bàng hoàng mấy trăm vạn linh thạch ư cô liền nhanh chóng mà đưa ra điều kiện với trưởng lão vị lão tiền bối này giả sử lời hắn nói là thật vậy theo quy tắc các người ta khuyên người mau chóng đem linh thạch cần đền đưa cho ta không là vị học đệ tần thọ này cả sở thăng và trưởng lão nghe được đều hỏi chấm luôn trưởng lão nhau mày lại nói các ngươi thật sự muốn đối địch với trương gia ta sao đừng quên ai ở sau lưng ủng hộ chính thiên minh an nhiên nghiêm nghị nói vì hơn trăm vạn linh thạch đắc tội trương gia thì sao cho dù dùng sức mạnh của chính thiên lệnh cũng không tiếc ta không có ý phá hoại quan hệ hai bên chỉ mong trương gia tuân thủ quy tắc của mình sở thăng lúc này vô cùng bàng hoàng mà nghĩ bụng đại sư tỷ lời tỷ nói ra trái ngược với lời trong lòng rồi đại sư tỷ này cũng không đáng tin có cách gì tốt không anh nhìn ngó xung quanh mà tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề này anh thấy tên trương vũ hằng mà suy đoán thiếu gia trương gia này rơi xuống rồi bên cạnh còn có giấy viết có vẻ như đã luận ra được điều gì đó mắt anh sáng lên miệng khẽ mỉm cười an nhiên cùng trưởng lão thì có vẻ như đang trong tư thế chuẩn bị giao chiến an nhiên suy tính chiêu thức của trưởng lão trương gia này tàn độc không thể tùy tiện hành động trưởng lão cũng không thể không nghĩ về chiến lược chiến đấu cô ấy có thể đỡ được vận viêm thôi tinh chảo của ta không thể xem thường trong khi cả hai đều không coi thường đối thủ và sẵn sàng giao chiến thì có tiếng gọi thu hút chú ý của họ ê lão già nhìn bên này cả hai quay ra thấy sở thăng đang cầm lấy tay của tên công tử đang bất tỉnh cùng một tờ giấy và nói giấy nợ ta đã bảo thiếu chủ các người viết xong rồi, lần sau phải chuẩn bị xong 300 vạn linh thạch nha. Tờ giấy ghi, giấy nợ, Trương gia Trương Vũ Hằng nợ Tần Thọ, tổng cộng 300 vạn linh thạch, có hiệu lực từ hôm nay, kèm theo hai dấu vân tay của Trương Vũ Hằng và Tần Thọ. Trước kế hoạch đầy kinh nghiệm và trải nghiệm của anh nhân vật chính bẩn bự của chúng ta, trưởng lão chỉ biết sững sờ mà nói, cái gì? Trong khi này cả Sở Thăng và An Nhiên đã nhanh chóng tháo chạy không quên nói lời tạm biệt, bye bye, trong khi chạy An Nhiên muốn đàm phán với Sở Thăng. Ta liều mạng đến giúp cậu, lấy được linh thạch nhớ chia 37, Sở Thăng nhân nhó, cô muốn ba phần á, An Nhiên nhấn mạnh là ta bảy phần. Trong khi ấy một tên thuộc hạ Trương gia thắc mắc hỏi trưởng lão, trưởng lão cứ như vậy để họ đi sao? Ông ra lệnh mang hàng Nhi về phủ chữa trị trước đi. Đồ của Trương gia ta không phải ai cũng có mạng lấy, để tiểu tử này trở thành vũ khí hồi sinh lão tổ tông đi. Hình ảnh Sở Thăng bỏ chạy cùng chiếc mặt nạ đang thắt trên người đang hiện ra. Sau những đờ da ma từ tập trước, một đôi chân thon dài đang ngâm mình vô cùng thoải mái. Đó là cơ thể siêu thu hút của An Nhiên đang đắm chìm dưới làn nước nóng ấm nhẹ nhàng và mềm mại cô cất tiếng gọi tiểu thọ tử tần thọ lấy giúp ta miếng xà bông sở thăng đáp được đại sư tỷ anh đang ở ngay bên ngoài buồng tắm của an nhiên sở thăng bẽn lẽn mang xà bông giúp an nhiên anh ngập ngừng hỏi nhưng tại sao tỷ phải còng ta với tỷ chung với nhau an nhiên mắng đừng lớn tiếng kêu gào còn nữa xoay đầu qua bây giờ ngươi không phải người là 300 vạn linh thạch ta làm vậy đều là vì bảo vệ sự an toàn của ngươi sở thăng nhau mắt lại nói hừ, nói đến cùng còn không phải thèm linh thạch của ta cô hạ tiện an nhiên giải thích rằng có 300 vạn linh thạch này thì có thể tạm thời ổn định tình hình chính thiên minh chỉ mong sư tôn có thể mau xuất quan cho nên trước đại thí ngươi không được phép rời khỏi tầm kiểm soát của ta vừa nói cô vừa kéo mạnh tên sở thăng đang có ý định chạy trốn khiến anh ngã nhào anh nói biết rồi biết rồi sở thăng nghĩ quả nhiên với tu vi kim đan kỳ của ta muốn thoát khỏi chính thiên minh vẫn hơi khó khăn và lại chạy một cách hiên ngang như vậy bị chỉ hiểu hiểu phát hiện chắc chắn sẽ chết rất thảm đúng rồi mặt nạ này chỉ là đạo cụ giác ta dùng trong thời kỳ khai hoang nhưng lại có chức năng chặn linh khí nhưng tại sao nó có năng lực ngăn cản tấn công của địa tiên chẳng lẽ là người của trương gia đem thứ giác này cường hóa đến đỉnh cấp trong khi đang nghi vấn a nhiên lại gọi nhờ lấy đồ tiểu thọ tử thêm chút nước nóng cho ta qua khó nghĩ sở thăng kích hoạt hệ thống hệ thống ngươi có chức năng quét không vừa thêm nước cho a nhiên anh vừa hỏi hệ thống về chiếc mặt nạ xem thử đạo cụ này có khác biệt thuộc tính với cái lúc đó ta dùng không cô nàng hệ thống nhỏ nhắn đáp ngại quá tạp ngư ký chủ hệ thống tạm thời chưa mở khóa chức năng sở thăng nói với giọng điệu khinh bỉ hệ thống ngươi sao không có năng lực gì cả ta cần ngươi làm gì cô nàng đỏ mặt nói còn không phải người xuyên không qua phức hợp quá lớn mới khiến cho hệ thống mất số liệu sở thăng tiếp tục châm chọc vậy thì thật là ngại quá có thể để ta xuyên về để ngươi hồi phục lại như ban đầu không cô nàng hệ thống chỉ tay vào mặt anh với giọng thách thức tạp ngư trí chủ định bỏ nửa đường sao nếu đã chấp nhận món quà xuyên không thì phải phụ trách cho ta sở thăng cúi mặt xuống nói phụ trách trong thế giới thần quỷ yêu ma hoành hành này ngươi bảo một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé như ta có thể làm gì hệ thống nói thật ra tu vi của người cũng không phải không thể nâng cấp cảm thấy có vẻ hệ thống có thể đang giấu mình gì đó sở thăng hùng hổ tiến tới vô vập khám xét trên người cô nàng hệ thống ừm ta biết ngay ngươi chắc chắn còn giấu bây giờ bảo ngươi giúp ta tu hành cô gái nhỏ bé hốt hoảng giải thích đồ khốn phương thức tấn thăng mà ta nói không ở trên người ta còn nữa đừng sờ vào bên trong nữa phương thức tấn thăng mà ta nói là tìm lại số liệu game bị mất của ngươi sở thăng sau khi ăn cú vút má còn nguyên dấu vết bàn tay giờ đã ngồi ngoan ngoãn hỏi ồ làm sao tìm lại hệ thống chỉ dẫn số liệu trò chơi của ngươi bây giờ trải qua ở các gốc trong cả đại lục mấy số liệu này chắc chắn sẽ vứt ở nơi ngươi từng chơi qua cũng có nghĩa là muốn thu thập số liệu biến mạnh thì ngươi phải một lần nữa thông qua trò chơi chân thật này sở thăng nghe vậy thì mỉm cười một cách nham hiểm và hỏi nói cho cùng chẳng phải là bảo ta chơi lại trò chơi này sao vậy thì đơn giản thế giới này còn chưa có trò chơi mà sở thăng ta không qua được hệ thống khoái trí cười nói nói hay lắm nhưng cũng phải nhớ kiếm thêm linh thạch cho ta tu sửa hệ thống nha trong khi cả hai vẫn đang bàn bạc thì giọng của an nhiên từ trong vọng ra ngươi đang tự lẩm bẩm gì đó mau thêm nước nóng cho ta được thêm hay Sở Thăng Tuân lệnh cô như sếp, anh lại hỏi hệ thống, "Đúng rồi, đúng rồi, lúc trước nhiệm vụ vào vào mặt lão tổ của ta chẳng phải hoàn thành rồi sao? Phần thưởng nhiệm vụ đâu?" Bé hệ thống trả lời, "Ta nói là bảo ngươi vào mặt lão tổ, không phải bảo ngươi đánh mặt trưởng lão nha." Sở Thăng thắc mắc hỏi, "Ủng, ừ, ngươi có ý gì?" Vừa hỏi xong, bỗng nhiên một điều kỳ lạ xảy ra, chiếc mặt nạ Sở Thăng đang đeo theo mình bỗng nhiên có động đậy rồi nó phát ra nguồn năng lượng màu tím. Nguồn năng lượng này phát lên rất cao, khiến cho cả An Nhiên đang đắm chìm trong sự thoải mái ở bồn tắm cũng phải chú ý đến. Một khuôn mặt dần hiện ra nó cất giọng khàn đặc bao nhiêu năm rồi mấy tên nhóc này cuối cùng cũng tìm được dung khí thích hợp cho ta rồi tiểu quỷ chuẩn bị hiến cơ thể của mình chưa khuôn mặt đã trở nên rõ ràng hơn giống như một con quỷ đáng gây sợ với kích cỡ to lớn trong khi đó tại trường phủ gia chủ nói nghe nói trong chính thiên minh có một tiểu tử đánh hàng nhi bị thương rồi trưởng lão đáp đúng vậy gia chủ đại nhân người gia chủ lên giọng chất vấn bị người ngoài ăn hiếp lên đầu đại trưởng lão ngươi lại không hỏi han gì mà về rồi trưởng lão kể ra gia chủ bớt giận ta không ra tay là vì tiểu tử đó lấy đi mặt nạ thánh linh chứa linh hồn của lão tổ tông đúng lúc có thể để lão tổ tông đoạt xá hắn trong đại thí có lợi cho trương gia ta hơn gia chủ hài lòng thì ra là vậy cha cũng đã lâu rồi không có cơ thể chắc là muốn mượn cơ thể của tiểu tử đó ra chơi đúng lúc mượn chuyện này để hàng nhi nhìn rõ hiện thực sắp xếp chắc nhà cùng phòng với nó tiến hành chữa trị đi nghe được điều đó trưởng lão sững sờ hỏi gia chủ đại nhân người thật sự nghĩ rõ muốn hợp tác với luồng thế lực đó sao gia chủ giải thích rằng chỉ hiểu hiểu còn đang bế quan bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay đại trưởng lão tuân lệnh rõ ta đi sắp xếp gia chủ nói với biểu cảm vô cùng bí hiểm tiếp theo chỉ cần chờ vị đó đặt xá thành công tọa chấn chỉ huy là được dù sao thì đó là cha của lão phu đệ nhất thiên tài trong lịch sử từ trước đến nay của trương gia trương vũ ca quay lại nơi của sở thăng và an nhiên hình bóng to lớn mà giờ chúng ta đã biết chính là linh hồn của lão tổ tông đang thể hiện những uy lực khủng khiếp của mình lũ nhóc giờ ta để các ngươi xem thứ cái gì gọi là hắc thủ nhanh như chớp an nhiên vồ lấy chiếc khăn tắm tiến ra phía trước bảo vệ cho sở thăng cô nói có cao thủ 300 vạn tần thọ mau trốn ra sau lưng ta sở thăng cũng rất vội vã ta cũng muốn cô mau mở còng tay cho ta đi không chần chừ, linh hồn lão tổ tông lập tức tung chiêu chắc hồn hắc diệm các người ai cũng đừng hòng chạy chiêu thức vô cùng mạnh mẽ khiến cho an nhiên không thể chống đỡ là tấn công trực tiếp tấn công linh hồn nói xong cô lập tức ngã gục trong sự bất lực và hoảng loạn đến tột cùng của sở thăng đại sư tỷ tỷ đánh bại hắn trước rồi mới ngất chứ lão tổ tông quay ra thách thức sở thăng còn ngươi có dám so tài với hắc diện của ta không, không dám phải không, vậy thì ngoan ngoãn bị đốt sạch linh hồn. Trở thành cơ thể của Trương Vũ ca ta đi, Sở Thăng giờ chỉ biết kêu gào thảm thiết cùng những sự chống đỡ yếu ớt, anh nhắm chặt mắt lại như để chấp nhận số phận, chấp nhận những nỗi thống khổ Trương Vũ ca sắp đem tới, tuy nhiên lại có điều gì đó kỳ lạ khác xảy ra, Sở Thăng như bừng tỉnh, tay anh bỗng dưng có gì đó, anh lại thấy lạ mà tự hỏi, ừm. Sau khi bị hồn ma từ trong chiếc mặt nạ tấn công, cả cơ thể Sở Thăng bị một làn khói đen mơ hồ bao trùm lấy, cứ ngỡ rằng đòn tấn công sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể cuối cùng lại là hắn tự dọa mình, đòn tấn công kia vốn chẳng gây hề hấn gì với hắn. Sở Thăng ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhướng mày nghi hoặc. Chẳng lẽ vì ta là người xuyên không cho nên không có linh hồn sao? Hồn ma kia nhìn cơ thể hắn bất động thì thỏa mãn bật cười lớn, nhanh như vậy đã không còn động tĩnh gì nữa sao? Linh hồn đúng thật là là nhỏ yếu. Dứt lời bóng ma kia lập tức biến thành một luồng sức mạnh rực sáng màu tím lao xuống. Ha ha, nhóc con, giờ cơ thể của ngươi thuộc về lão tổ tông ta rồi. Luồng sức mạnh kia nhắm thẳng vào mị tâm của hắn lao tới, rồi dần dần thâm nhập toàn bộ vào tâm trí hắn. Sở Thăng trợn mắt cả người vô lực ngã ra phía sau lão tổ trương gia sau khi đã hoàn toàn chui vào không gian thần thức của sở thăng thì ung dung bước đi chỉ có một điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ sao trong không gian thần thức của tiểu tử này không có gì cả không lẽ là một tên ngốc vừa dứt lời lập tức có một bàn tay từ đâu tát thẳng mặt khiến lão ta choáng váng lão ta lập tức tung chiêu về phía sau tức giận quát lớn tiểu tử thì ra là muốn dụ ta vào đánh lén sao ăn chắc hồn hắc diệm của lão tổ ta nào ngờ linh hồn vừa tấn công hắn lúc nãy lại là một nữ nhi cô chỉ dùng tay khâu trực tiếp ném chắc hắc diệm xuống đất thứ gì là cho lão già trương ra sợ hãi ôi trời chắc hồn hắc diệm của ta vừa phát giác ra vấn đề hắn lập tức đứng hình vài giây chờ đã sao linh hồn của tiểu tử ngươi lại là đàn bà chẳng lẽ ngươi là nhân yêu sao nói xong lại có một bàn chân tung cước đạp vào mặt lão ta khiến hắn học cả máu mồm một giọng nói đanh thép vang lên ta nhân yêu đại gia người đấy lão tổ trương ra bị đá bay xa cả trăm mét nhưng rất nhanh sau đó hắn lập tức bật dậy cả người tỏa ra sát khí đừng tưởng trong cơ thể có hai linh hồn thì ghê gớm lắm bổn lão tổ một đánh hai vẫn để các người đều bay lên nhưng cảnh tượng trước mắt lại lần nữa dọa hắn hồn bay phách lạc, sở thăng trong trang phục nhân vật trong game, khoanh tay trước ngực mang theo khí thế của đạo minh tử chậm rãi nói, ô trong không gian ý thức của ta ngươi còn muốn rời trò sao? hệ thống bị cướp đất diễn chống lạnh tức giận nói chính xác chỗ này là không gian hệ thống của ta, lão già kia bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, hắn ấp úng không thành câu, đạo đạo minh tử nhớ đến khung cảnh ngày xưa trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ, đây chẳng phải là đạo minh tử làm rối loạn cả thế giới đó sao? còn nhớ trận đại chiến ngàn năm trước đó? ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng hình đáng sợ đó của đạo minh tử linh hồn của hắn sao lại ở trong cơ thể của tiểu tử này chẳng lẽ cũng là đoạt xá bây giờ sở thăng cũng phát giác sự khác thường trên cơ thể mình hắn nhìn từ trên xuống dưới ngơ ngác hỏi ái sao ta biến trở về bộ dạng ban đầu rồi hệ thống ngẩng cao đầu giải thích không gian hệ thống mà trong tình trạng không bị ảnh hưởng ngoại giới đương nhiên có thể tự quyết định hình dạng sở thăng trong đầu lập tức nảy ra suy nghĩ cũng có nghĩa là ta cũng có thể tùy ý đổi trang phục cho ngươi rồi hệ thống hoảng hốt lập tức ôm lấy người đỏ mặt ngươi đừng hòng đổi trang phục của ta rất mắc đó hai bọn họ cứ mải mê nói chuyện mà quên mất trong không gian còn có người thứ ba lão già kia sau khi nhận ra linh hồn người trước mặt liền vội vã quỳ xuống dập đầu lão tổ trương gia trương vũ ca có mắt không thấy thái sơn mong đạo minh tử đại nhân tha mạng cho ta sở thăng bấy giờ mới để mắt đến hắn ta quay qua chất vấn ừm ngươi là lão tổ của trương gia sao lại ở trong chiếc mặt nạ này trương vũ ca cũng thành thật đáp lại tiểu nhân cảnh giới quá thấp vì sống sót sau khi chết đem linh hồn phong ấn vào trong mặt nạ lời còn chưa nói xong lão ta đã bị ăn cái bạt tai thứ hai sau khi đánh người sở thăng vô cùng ung dung bước tới hệ thống nói ta đã vả mặt của lão tổ trương ra rồi mau đem phần thưởng cho ta hệ thống đã quá quen với kiểu hành động này của hắn chỉ khẽ đáp hừ xem như vận may của con tạp ngư ngươi không tệ trương vũ ở bên cạnh ôm mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hệ thống lập tức đưa ra một quả cầu màu vàng rực rỡ nè đây là phần thưởng nhiệm vụ sở thăng vừa nhìn thấy phần thưởng này hai mắt đã ánh lên sáng rực hoa wow, truyền thuyết màu vàng nào ngơ vừa cầm trên tay hắn đã cạn lời toàn tập thứ trên tay hắn chẳng phải một cây gậy một đầu móc một chiếc quần chip sao quá đáng hơn hệ thống còn hiện ra dòng thông báo chúc mừng ký chủ nhận được thần khí vạn cổ hồn phiên biến thái quá rồi sở thăng tức giận ném thứ vũ khí kỳ quái kia xuống đất ngươi gọi quần lót là vạn cổ hồn phiên có tin là giờ ta kéo hồn phiên của ngươi xuống không nhưng ngược lại hệ thống vẫn vô cùng từ tốn đáp lại đây là thần khí hệ thống nghiêm túc không biết dùng chỉ có thể trách ngươi không biết xem hàng sở thăng cầm nó trên tay không kìm được ghét bỏ nhìn nó nhưng hệ thống đã nói vậy hắn cũng miễn cưỡng thử một lần nhưng hình vẽ trên quần lót này đúng là một cảm giác lớn mạnh quen thuộc không thể chỉ xem bề ngoài được thử hiệu quả trước đi hắn vung gậy hệ thống cũng vô cùng hợp tác dùng đạo cụ tiêu hao một trăm linh thạch linh thạch của ký chủ không đủ xin hãy nạp thêm một câu này trực tiếp đốt lên ngọn lửa tức giận trong người hắn sở thăng lần này nhịn không nổi lần nữa vứt món đầu kia xuống đất quát lớn một trăm linh thạch sao ngươi không đi trộm đi hệ thống vẫn giữ thái độ như cũ khiêu khích trộm làm gì nhanh bằng chơi ký chủ kiếm tiền chứ đột nhiên lúc này trong đầu hắn liền nghĩ tới một ý đúng rồi sở thăng lập tức ném ánh mắt đầy sắc khí quay lại nhìn kẻ thứ ba kia khiến hắn toát mồ hôi hột hình như trương ra các người khá là có tiền phải không bàn bạc xong xuôi hắn đập tay lên đùi vui vẻ reo lên cứ quyết định vậy đi giả vờ bị đoạt xóa đi lừa tiền của trương gia trương vũ xoa tay miễn cưỡng vui vẻ lão tổ nhất định tận vật trương gia lấy lòng của đại nhân đạo minh tử hệ thống lại khoái trí khen ngợi hiếm khi ký chủ tạp như có ý hay như vậy sau đó hắn không trần trừ nhanh chóng bước qua an nhiên ngất dưới sàn rời đi tại trương phủ lúc này cũng vang lên một trận ồn ào trương vũ hằng thắc mắc sao lão tổ tông còn chưa về nữa gia chủ trương gia cũng sốt sáng không kém không lẽ gặp chuyện ngoài ý muốn gì rồi nhưng rồi lão vẫn hung hăng quát đám con cháu im miệng hết cho ta các người đang nghi ngờ thực lực của cha ta sao tất cả đều đồng loạt ngậm miệng tiền bối trương gia cũng lo lắng không thôi lão tổ tông tuyệt đối đừng xảy ra chuyện ta không gánh nổi cái nổi lớn như vậy trương vũ hằng lại ôm uất hận thầm nghĩ lão tổ tông nghĩ gì vậy vậy mà ông ấy và a nhiên đều nhìn chúng tên nhà quê đó giữa bầu không khí im lặng đến đáng sợ đột nhiên lúc này người hầu từ bên ngoài hớt hải chạy vào bẩm báo gia chủ đại nhân có một thiếu niên tên tần thọ đến cầu kiến vị gia chủ lập tức vui mừng ra mặt tốt quá rồi để hắn vào còn hô hào đám con cháu phía dưới cha sắp về rồi các ngươi khơi dậy tinh thần lên đón cho ta tất cả một lần nữa đồng thanh đáp ứng sở thăng vừa bước vào nhìn thấy đám đông đứng trước mặt không khỏi ngạc nhiên không cần cảnh tượng lớn vậy chứ hắn lại nhớ đến những lời của trương vũ trước đó sở thăng có hỏi hắn sau khi ngươi đọt xá về nhà có ký hiệu gì cần đối với họ không trương vũ nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời cái này người cứ nói các con thân yêu của ta ta về rồi là được sở thăng lúc đó cũng bán tín bán nghi gật gù ồ vậy sao cụ khụ ngoài mặt nói vậy nhưng thực tế trương vũ không hề để tần thọ vào mắt nhóc con tuy linh hồn của ngươi là đạo minh tử nhưng cơ thể trông không mạnh lắm chờ ngươi nói ra lời như vậy với người của trương gia họ chắc chắn sẽ băm ngươi thành thịt vụn nhưng sở thăng đương nhiên đã hiểu thấu được mưu đồ kia hắn chống hông dõng giặc hô lớn ha ha bọn nhóc lão tổ tông của các ngươi về rồi gia chủ vừa nghe phong cách này đã trầm ngâm dây lát cách nói chuyện này còn tưởng xảy ra sơ xuất gì nào ngờ một giây sau lão già kia lập tức quỳ dạp xuống đất cha người về rồi con trai dẫn con cháu trương gia cung nguyên cha hồi sinh trở về đám con cháu cũng nhanh chóng phối hợp chào đón nghiêm chỉnh cung nguyên lão tổ hồi sinh trở về sở thăng đưa tay ra hiệu ừ bình thân hết đi sau đó lại liếc mắt ra sau thầm nhớ tới trương vũ ca lão già này quá nhiên đang lừa ta lát nữa tao sẽ để ngươi bay lên gia chủ trương gia nhanh chóng tiến đến bày tỏ lần này đại thí hoang cốt bí cảnh có tra tọa chấn trương gia chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi có được chìa khóa bảo khố của tông môn sở thăng ban đầu cũng hồn nhiên đáp lại ừm đương nhiên nhưng ngay sau đó cả người hắn liền cứng đờ lại đầu nhói lên một cái chờ đã hoang cốt bí cảnh vậy chẳng phải là ở hoang cốt bí cảnh luân hồi riêng quân y linh dường như cũng cảm nhận được gì đó quen thuộc khí tức này là hắn lại xuất hiện rồi thì ra nơi gọi là hoang cốt bí cảnh nơi diễn ra đại thí mà hắn sắp phải tham gia lại là địa bàn của y linh đồ đệ của hắn sở thăng ngồi xuống ghế sắc mặt tối sầm lại không ngờ đại thí lần này lại ở địa bàn của y linh bên ngoài hắn vẫn thong thả uống trà bên trong lại âm thầm suy tư nghĩ ngợi may mà có mặt nạ này có thể ẩn giấu khí tức của ta nhưng cũng không thể đem mạng nhỏ của mình cược trên người một trang bị cấp thấp nghĩ rồi hắn lại nhìn sang đám người trương ra nở nụ cười nham hiểm đúng lúc có tên của trùng trương gia lấy ngươi ra mổ đi sở thăng bày ra dáng vẻ nghiêm túc ho mấy tiếng hụ ta vừa đoạt xá tiểu tử này còn phải hồi phục chuyện bí cảnh còn phải bàn sau gia chủ trương gia nghe cha mình nói vậy lập tức hốt hoảng nhưng đại thí trước mắt sắp bắt đầu rồi có thể thành công hay không liên quan đến hưng vong của cả trương gia ngược lại trương vũ hằng lại bày ra vẻ mặt nghi ngờ thầm nghĩ sao trông lão tổ kỳ lạ vậy thấy đám người kia còn ngơ ngác đứng nhìn sở thăng thể hiện vẻ tức giận quát tới tấp đối phương ngươi còn không hiểu ý ta sao lão tổ ta muốn hồi phục cần lượng lớn linh thạch Tiểu tử ngươi còn không đi chuẩn bị cho ta. Thấy cha tức giận như vậy lão già kia đâu thể làm trái, lập tức khúm núm vâng lời, ta đi làm ngay. Sau đó lại gầm gừ quát, đại trưởng lão, đi mang tài vật có thể dùng của trương gia đến đây ngay. Đại trưởng lão trương gia đáp lời, dạ. Nhưng hai bọn họ vừa quay lưng bước đi đã có người cản lại, chờ chút, gia chủ đại nhân, các người bị lừa rồi. Cả hai đều nhất thời không kịp phản ứng đứng khựng lại. Ừm, trương vũ hằng chỉ tay về phía sở thăng hùng hổ nói, hắn chỉ là ngữ khí lúc vào cửa hơi giống lão tổ ta đoán hắn chắc chắn là khống chế lão tổ tông đồng thời cố ý mô phỏng sau đó hắn lại quay sang gia chủ cùng trưởng lão giải thích mấy lần trước lão tổ tông đoạt xá trước giờ chưa từng đòi qua tài vật của trương gia chẳng lẽ các người không cảm thấy không ổn sao không nói thì không sao nói rồi hai người bọn họ cũng có chút mông lung cái này trong một khoảnh khắc sở thăng có chút không ngờ tới ngả đầu ra sau ghế đáng chết tên khốn này khá là nhạy bén trương vũ ở trong không gian tiềm thức mừng đến rớt nước mắt trương gia ta vẫn có người thông minh tình thế ép buộc hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời bịt miệng thằng nhóc này lại sở thăng hai mắt sáng rực hét lên nếu vậy thì chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường rồi hắn tung cước đạp trương vũ hàng bay ra xa còn bắt trước giọng điệu của lão tổ trương vũ a mễ nặc tư nhóc con lại còn dám nghi ngờ lão tổ ta bây giờ ta đánh ngươi bay lên lão tổ nhìn thấy cảnh này không khỏi thương xót cháu trai thông minh của mình trương vũ hằng bị đánh bay oán niệm lại thêm một lần đại trưởng lão chứng kiến chuyện này cũng không khỏi lo lắng lão tổ tông lần này ra tay có ác quá không gia chủ trương ra lại hoàn toàn bình tĩnh vuốt dâu, ngươi không hiểu lão ta nhớ lại ký ức lúc nhỏ cũng bị cha đạp bay như vậy liền bật khóc hai hàng nước mắt chảy dài đây chính là phương thức biểu đạt tình yêu của cha đại trưởng lão cũng hết cách cạn lời nhìn người trước mặt tình yêu được biểu đạt một cách trừu tượng quá đi gia chủ lúc này đã buông bỏ mọi nghi ngờ trong lòng lão đến trước mặt sở thăng hớn hở nói phụ thân chắc chắn biết hài nhi không bằng lòng liên hôn với huỳnh gia mới cố ý đánh ngất nó sở thăng đương nhiên cũng chẳng hiểu chuyện của trương gia nhưng cũng thuận thế gật đầu ừ người nói đúng lão già này biết thêm kích cho ta quá đi nói xong lão ta lại quay qua trương vũ hằng bất tỉnh nhân sự trên nền đất lớn tiếng ra lệnh cho đám người hầu đúng lúc phát thiếu chủ đi xong tu với nha đầu huỳnh ra đó trị thương đi sở thăng nhìn theo đám người đi khỏi cửa thầm nghĩ kể ra thì thực lực kim đan kỳ của ta cũng khá mạnh nhỉ đáng tiếc ở đây nhiều người quá không có cơ hội trực tiếp kiểm tra thực lực của ta gia chủ sau khi đã chuẩn bị xong tài vật liền vui vẻ đến trước cha bẩm báo phụ thân tài vật của trương gia ta bảo người mang đến rồi đây sở thăng nhắm mắt hờ hững đáp một tiếng ừm nhưng khi hắn vừa hé mắt một thứ ánh sáng chói lóa đã dọi thẳng vào khiến hắn bừng tỉnh trước mắt hắn là một núi linh thạch cùng tài vật lấp lánh chó ngợp Gia chủ thấy phụ thân vui vẻ như vậy còn nói thêm, "Xin lỗi cha, hiện giờ tài nguyên trong nhà có thể trực tiếp sử dụng chỉ có bấy nhiêu." Sở Thăng lúc này đã hoàn toàn bị đống linh thạch kia che mắt, kích động đến mức run rẩy, "Không không sao, không đủ tao lại nói với các ngươi." Hắn nhìn khối tài vật trước mặt không nhịn được sung sướng, không ngờ thế gia tu tiên này giàu như vậy lúc chơi game không cảm nhận được. Có nhiều linh thạch như vậy, vạn cổ hồn phiên lúc trước chẳng phải là có thể sử dụng rồi sao? Nói rồi hắn lại lấy ra thứ vũ khí quái đản vừa nhận được trước đó, đưa mắt về phía gia chủ có cần tùy ý chọn một người của trương gia vào trong vạn cổ hồn phiên thử xem kim đan kỳ của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào gia chủ trương gia bị ánh mắt kia dọa cho hốt hoảng sao bỗng nhiên cha cười âm hiểm vậy đại trưởng lão lại nhìn thứ đồ trên tay hắn thắc mắc lão tổ lấy quần lót từ đâu ra vậy đột nhiên lúc này phía sau họ truyền đến tiếng động lớn an nhiên hùng hổ cầm lệnh bài nói lớn chính thiên lệnh ở đây trả tần sư đệ 300 vạn của ta đây người hầu phía sau còn chưa phản ứng chỉ kịp nói một câu đứng lại sở thăng ôm đầu nội tâm gào thét sao cô ta lại đến đây vào lúc này chứ gia chủ trương ra thấy có người tự ý xông vào lửa giận bốc lên nha đầu này đúng thật là cuồng vọng chính thiên lệnh này lừa hộ vệ thì được còn muốn lừa ta sao an nhiên cũng là lần đầu thấy có người nói như vậy không nhận chẳng lẽ trưng ra các người muốn phản bội chính thiên minh sao gia chủ mỉm cười danh mãnh khác hẳn với bộ dạng ban đầu phản bội đương nhiên là không thể nào nhưng đừng quên lúc này chỉ minh chủ đang bế quan trước khi cô ta xuất quan đệ tử bỗng nhiên mất tích cũng là chuyện không có cách nào nhỉ an nhiên bị khiêu khích cũng không nhịn được rút kiếm sẵn sàng chiến đấu hừ vậy thì xem ngươi có thể giết chết ta trước khi ta nói với sư phụ không sở thăng lo ngại mọi chuyện sẽ đi quá xa liền vội vã lao tới ngăn cản đủ rồi dừng tay hết cho lão tử hắn quay đầu nhìn vị gia chủ ánh mắt tràn đầy sắc khí lập tức nuốt chừng khí thế vừa rồi của lão ta đừng quên lần này ta phải cùng tham gia thi đấu với nha đầu này giờ ngươi giết nó làm sao hoàn thành kế hoạch của trương gia ta gia chủ cũng lập tức sợ hãi lui về xin lỗi cha là hài nhi bột chộp rồi xong hắn lại quay sang an nhiên tức đến nghiến răng đồ khốn vì cứu ngươi ta liều mạng tiền nợ ngươi tuyệt đối sẽ không trả cho ngươi nữa An Nhiên đứng hình vài giây sau đó chĩa mũi kiếm về phía hắn nói lớn, sao hắn lại gọi ngươi là phụ thân, ngươi bị cái thứ quái quỷ đó đoạt xá rồi sao? Sở Thăng cũng đến ả vị nữ nhi này, hắn hận không thể chạy đến đánh vào đầu cô, sư tỷ này sao lại tự đưa mình vào hố lửa chứ, nếu bị lộ chúng ta đều phải chết. Gia chủ bước đến gần Sở Thăng nhỏ giọng, nha đầu này đã biết thân phận của người, làm sao phối hợp với người hoàn thành đại kế của Trương gia ta? Sở Thăng bối rối cũng đáp lại, ta tự có cách nghĩ rồi hắn liền đưa ra quyết định liều lĩnh vậy thì cực sự ăn ý của hai chúng ta đi tiểu nha đầu muốn sống thì ngoan ngoãn trở thành con rối của ta đến lúc đó thượng phẩm linh kiếm ngươi muốn bao nhiêu lão tổ có thể cho ngươi bấy nhiêu sở thăng cố ý nhấn mạnh bốn chữ thượng phẩm linh kiếm còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt an nhiên dường như cũng đã phát giác ra vấn đề sao hắn biết chuyện thượng phẩm linh kiếm chẳng lẽ đúng lúc này sở thăng lao tới đánh lên chán cô ăn chắc hồn hắc diệm của ta đây đại trưởng lão ngơ ngác nhìn người bên cạnh mình hỏi lão tổ tông đây là chiêu thức gì gia chủ nhìn theo tình tiết trước mặt cũng ngơ ngác không kém ta cũng không biết pháp thuật loại hồn phát chỉ có cha mới biết thấy đối phương đứng bất động sở thăng bất đắc dĩ thì thầm ra hiệu phối hợp chút an nhiên lúc này mới dám khẳng định suy đoán của mình quả nhiên là người. cô nhìn núi linh thạch cao ngất ngưởng phía trước cũng hiểu được thì ra là vậy thì ra tần thọ giả vờ bị đoạt xá đến lừa tiền của trương gia chẳng lẽ hắn là một thiên tài sở thăng dần mất kiên nhẫn quát nhỏ mau nằm xuống đi an nhiên bây giờ mới phản ứng lại ôm đầu la hét a là thủ đoạn tấn công hồn phách đại trưởng lão cùng gia chủ đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa an nhiên vẫn không ngừng lăn lộn kêu la thực sự khiến sở thăng hạn hán lời ta sắp bị khống chế thành con rối rồi đám người trương gia nhìn thấy một màn này cũng tấm tắc vỗ tay khen ngợi không hổ là lão tổ vừa ra tay đã đánh bại đệ nhất thiên kiêu của chính thiên minh chúc mừng phụ thân thu hoạch lò mạnh như vậy sở thăng khoái trá xua tay chút thủ đoạn nhỏ thôi mà a nhiên nằm dưới sàn thì thầm phối hợp của ta được đấy chứ lát nữa nhớ chia tiền với ta sở thăng tức giận không hết nghiến răng tài diễn của cô có thể khoa trương hơn chút nữa không xong xuôi hắn quay ra sau hô hào bọn nhóc của trương giang nghe kỹ cho ta đám người kia cũng nhanh chóng nghe theo lão tổ xin hãy dặn dò sở thăng hừng hực khí thế hô lớn năm ngày sau xuất phát tương truyền bí cảnh hoang cốt vốn là một thế ngoại đào viên vạn vật sinh dưỡng đầy sinh cơ mãi đến ngàn năm trước đạo minh tử nuôi dưỡng một ma bảo ở đây đổ sát sinh linh ngàn ngày không tuyệt khiến cho mảnh đất này xác trải đầy đất oan linh tung hoành hoàn toàn rơi vào tử cảnh sinh ra vô số thi quái và oan linh bên trong con tàu trương gia lão gia chủ tập hợp các trưởng lão cùng sở thăng và a nhiên mở ra một cuộc họp lão ta dõng dạc nói mà mục tiêu đại thí lần này của chúng ta chính là vào nơi sâu nhất trong bí cảnh đem thứ đã mất của chính thiên minh cướp đi chính nhất thần kiếm gia chủ trương ra nắm tay thành quyền đầy quyết tâm sở thăng ngược lại vô cùng ung dung thậm chí khi nghĩ tới cảnh lúc trước cày chay đánh quái còn có chút chán ghét nói nghe ghê gớm vậy đây chẳng phải là nơi lúc trước ta kẹt bug đánh quái sao hắn nhìn sang gia chủ tò nửa muốn nửa không hỏi nói ra thì chính nhất thần kiếm đó có tác dụng gì có cần phải khua chiêng múa chống cướp đoạt vậy không vị gia chủ vẫn vô cùng niềm nở kiên nhẫn giảng giải cha thời gian người ở trong mặt nạ dài chắc là không biết chính nhất thần kiếm này chính là chìa khóa mở kho báu chính thiên minh vốn dĩ chính nhất thần kiếm này là phối kiếm của chỉ hiểu hiểu nhưng cô ấy đã đánh mất trong cuộc chiến đấu với sở thăng điều này cũng khiến cho chỉ hiểu hiểu tuy là minh chủ nhưng ngay cả tài nguyên bồi dưỡng đệ tử thân truyền của mình cũng không có nghe đối phương nói xong sở thăng bày ra vẻ mặt khó chịu thấy rõ sao lại có liên quan tới ta nữa còn nữ nhân bên cạnh hắn ngồi im không đáp nhưng lại tỏa ra sắc khí đáng sợ lão già trương gia được đà tiếp tục kể chuyện nhưng trăm năm trước một đệ tử rèn luyện đã phát hiện chính nhất thần kiếm trong bí cảnh hoang cổ này mười năm sau này chính thiên minh sẽ phái đệ tử vào bí cảnh thí luyện chính là vì lấy chính nhất thần kiếm về như lần này có lão tổ người ra tay nhất định có thể giúp trương gia ta đoạt được thân phận kiếm dựa vào tài nguyên bảo vật mà ngàn năm nay chính thiên minh tích lũy được có tư cách tiếp xúc được thế lực đó ư lão ta nói đến đây thì bật cười khoái chí sở thăng vừa nhìn sang người bên cạnh đã thấy vẻ mặt tối sầm đầy sắc khí của an nhiên cô tuy cúi đầu nhưng gân cổ đều đã nổi cộng cô nghiến răng gầm gừ trương gia đáng chết hôm nay cho dù ta tự nổ cũng phải ngăn các người lo sợ kế hoạch tan thành mây khói sở thăng vội vã thì thầm bên tay cô nhỏ tiếng chút giờ ngươi ra tay là không muốn sống nữa sao đúng lúc này phi thuyền của bọn họ cũng đã đáp đất thành công nhân cơ hội này sở thăng vội vã ôm lấy an nhiên kéo đi kế hoạch lão tổ ta đã biết giờ ta đi làm quen với tình hình của bí cảnh gia chủ đương nhiên không có nghi ngờ gì gật đầu đáp ứng được phụ thân đại nhân đại trưởng lão có dự cảm bất thường bước tới bày tỏ gia chủ đại nhân hành vi của lão tổ tông trông đúng là có chút kỳ lạ gia chủ lại không hề thay đổi sắc mặt vui vẻ vuốt sâu cười lớn khó khăn lắm mới có cơ thể mới để chơi Cha vui mừng cũng bình thường, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì, ông ta quay ngoắt đầu lại, nhếch mép nham hiểm, nói ra thì bên hàng nhi cũng nên thành công rồi nhỉ. Lúc này tại tận cùng hành lang phi thuyền của Trương gia, trong phòng Vũ Hàng phát ra những tiếng hét kỳ quái, hai tên người hầu đứng bên ngoài nghe thấy vậy không nhịn được, ngượng chín mặt, mồ hôi cũng túa ra không ngớt. Bọn họ cũng không quên thỉnh thoảng tán ngẫu vài câu, thiếu gia và ma nữ đó ở bên trong đó mấy ngày rồi, song tu như vậy không có tác dụng phụ gì chứ? Đột nhiên lúc này một bàn tay to lớn gân guốc thò ra khỏi cửa khiến cả hai sợ xanh mặt tái mày hét lớn đôi tay kia không ngừng cua cào cho đến khi cánh cửa hoàn toàn vỡ vụn người hầu kia vừa mới ngẩng đầu lên đã trợn mắt kinh hãi trước mặt cậu ta là hai cái bóng khổng lồ vạm vỡ còn đang mỉm cười kỳ dị phát ra tiếng nói lần này ta nhất định để ngươi biết tay tần thọ phía bên kia sau khi ra khỏi phi thuyền của trương gia sở thăng không phải gồng mình lập tức bám lấy người bên cạnh nôn thốc nôn tháo an nhiên mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đứng tại chỗ ngươi có thể đừng ói trong thời khắc quan trọng này không sở thăng sắc mặt vô cùng tệ hắn lau miệng đáp từ sau khi xuyên không ta có chút nhạy cảm với toàn bộ phương tiện giao thông an nhiên không hiểu ý tứ của hắn còn tưởng hắn nôn đến mức sảng rồi bớt nói nhảm trương gia có mưu đồ tạo phản kìa cô nghĩ tới sư tôn trong lòng không khỏi oán giận sư tôn trước khi bế quan đặc biệt dặn ta phải trông coi tốt tông môn kết quả lại bị ta làm thành như vậy không được giờ ta phải đem chuyện bẩm báo với sư tôn an nhiên vừa định cất bước đã bị sở thăng túm tay giữ lại hắn hốt hoảng nói đứng lại minh chủ đang bế quan giờ ngươi đi cũng chưa chắc có thể liên lạc được cô ta sở thăng nói ra một câu này cả người đổ đầy mồ hôi lạnh thật sự để chỉ hiểu hiểu phát hiện ta chắc chắn sẽ chết sớm hơn trương gia thành công ngăn cản một an nhiên hấp tấp sở thăng bắt đầu khơi chuyện nói ra thì sư phụ ngươi trừ đệ tử ngươi ra thì không còn tâm phúc nào khác sao sao ngay cả một trưởng lão giúp ngươi cũng không có an nhiên nghe xong cũng có chút bối rối trả lời cái này chính thiên minh vốn dĩ chính là vì thảo phạt tổ chức do đại ma đầu sở thăng thành lập cho nên chỉ cần là gia tộc hoặc thế lực bằng lòng thảo phạt sở thăng đều có thể gia nhập vào tuy trong đây ngư long hỗn tạp nhưng dựa vào thực lực lớn mạnh của sư tôn cũng có thể áp chế đây cũng là nguyên nhân chính thiên minh có thể nhanh chóng trở thành đệ nhất chính đạo sở thăng nghe vậy không khỏi chán ghét hơ quáng niệm của chỉ hiểu hiểu rốt cuộc sâu đến cỡ nào ngay cả ý nguyện sáng lập tông môn cũng thay đổi rồi giọng an nhiên trầm xuống chất chứa nỗi niềm cho nên sau khi sư tôn bế quan ta vốn không thể nào quản được bọn trưởng lão trong môn này mà ta có thể cảm nhận được bọn người này sớm đã có mưu đồ bất chính chỉ là đang chờ thời cơ bùng phát thôi cô lại nhìn hai bàn tay mình trong lòng bỗng dưng lại tràn lên cảm giác thất bại tột cùng nếu ta có thể sớm tìm được chính nhất thần kiếm có lẽ sẽ không bị động như vậy sở thăng hứng khởi chạy đến vỗ vai cô an ủi đừng lo thế giới này thứ quan trọng nhất không chỉ có thực lực. An Nhiên thấy thái độ của hắn như vậy thì ngạc nhiên lắm. Tần Thọ nhớ tới những lần chơi game cầu mình mà gần nhất là tựa game rác này, trong lòng hãnh diện, dựa vào đặc điểm khác nhau của kẻ địch, sử dụng đối sách khắc chế hắn, đây mới là phương thức công được chính xác nhất, ta chính là dựa vào chiêu này thông qua trò chơi rác này. Tinh thần của An Nhiên phút chốc được đẩy lên cao, ngươi đã có kế sách đối phó Trương gia rồi sao? Nào ngờ, Sở Thăng lại quay đầu lạnh nhạt đáp, không có. An Nhiên lập tức thu hồi vẻ tươi cười vừa rồi, vậy ngươi giả vờ ra vẻ gì chứ? sở thăng lại lấy ra thứ vũ khí kỳ quái của mình cầm trên tay ánh mắt đầy tâm huyết nhưng ta đã có cách giúp cô lấy được chính nhất thần kiếm an nhiên cũng nghi ngờ lắm nhưng nhìn thấy thái độ dứt khoát như vậy cô cũng ngượng bộ nể mặt ngươi vẫn luôn rất đáng tin vậy thì ta tin ngươi một lần sở thăng quay đầu lén cười trộm đàn bà ngốc chờ mở kho báu chính thiên minh cho cô ta nhất định cướp hết báu vật trong đó lúc này trên không trung các trưởng lão của gia tộc khác cũng đã tập hợp lập tức thu hút sự chú ý của hai người họ tất cả đều đồng loạt hô lớn trưởng lão chính thiên minh đâu lão gia chủ trương gia nhìn thấy vậy liền mỉm cười tự tin đến lão phu ra tay rồi lão ta búng người nhảy lên chẳng mấy chốc mà trận pháp khai môn đã được thực hiện các trưởng lão vây thành một vòng tròn lớn luồng sức mạnh cũng dần lớn hơn đến khi bắn xuống mặt đất hoang cốt bí cảnh mở bọn họ vừa dứt lời hai ngọn núi đã chậm rãi tách ra một vị trưởng lão hét lên cửa lớn bí cảnh chỉ mở ra một khắc toàn bộ đệ tử bây giờ mau vào dạ từng tốt đệ tử cùng con cháu thế gia nối nhau thành đoàn nhanh chóng lao vào khe hở sở thăng nắm lấy tay an nhiên nhắc nhở nắm chặt tay ta tuyệt đối đừng chạy lạc cô có chút ngơ ngác hỏi chúng ta là một đội cho dù là truyền tống ngẫu nhiên cũng không lạc đâu nhỉ sở thăng không vội giải thích chỉ quay đầu nói một câu khó hiểu trực tiếp khiến an nhiên ngơ ngác bình thường mà nói là không nhưng tiểu gia ta sao có thể bình thường được chứ bọn họ dùng tốc độ kinh người nhanh chóng dẫn đầu sở thăng vừa kéo tay cô vừa nhầm đọc tiến lên trước 50 bước trước lại sang trái 38 bước cuối cùng nhảy một bước về phía trước lúc này bọn họ liền nhảy lên không trung ngay khi bàn chân sở thăng chạm đất dưới đó lại đột nhiên xuất hiện một hố đen lớn sở thăng cứ vậy mà kéo an nhiên xuống hố sâu la hết một lúc lâu An Nhiên mới định thần lại, nhìn xung quanh, ngươi muốn làm gì? Nơi bọn họ đang đứng được bao trùm bởi một màu xanh lục ma quái, trái ngược với sự sợ hãi của cô, Sở Thăng lại vô cùng thản nhiên, chính là chỗ này. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.